Chắc là bắt đầu luôn. Thì mình giới thiệu, mình tên là Cường ở Việt Nam Origami Group. Chúng ta đang ở buổi nói chuyện thứ hai của cái series Origami Talk của bọn mình. Bọn mình muốn mở cái chuỗi nói chuyện này cho tất cả mọi người có thể tham gia được ý, để mọi người có cơ hội giao lưu với nhau, không chỉ là thành viên trong nhóm mình hay là nội bộ trong một cái cộng đồng nhỏ nào nữa ý, mà mở cho tất cả mọi người, ai cũng có thể tham dự được, mà mình không có phân chia nhau, ai cũng có thể có cơ hội như nhau để nói ra những cái mà mình nghĩ, rồi là chia sẻ các cái kiến thức mà mình biết. Thế thì buổi thứ hai này chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề về việc thiết kế và sáng tác một mẫu origami. Đấy. Thì ở đây mình biết là cũng có kha khá tác giả đang đang theo dõi ở đây, thì mình nghĩ là mỗi người tác giả sẽ chia sẻ một ít, khoảng 5 đến 10 phút về cái quá trình mình sáng tác và những cái bất cứ cái gì mà các bạn muốn chia sẻ. Đấy thì mình nghĩ là sẽ dành cho mỗi người lần lượt nhá. Thì mình thực ra mình cũng không muốn là người đầu tiên đâu, bởi vì sợ là mình nói xong mọi người lại kiểu như là anh nói hết của em rồi, em không biết nói cái gì nữa. Thế thì mình nghĩ là mình sẽ gọi một ai khác để bắt đầu ấy, xong rồi cứ dần dần nhá. Ai ai có ai xung phong không? Không à, thế gọi gọi thành viên VG trước đi. Hải đâu ấy nhỉ? Hải có muốn nói trước không? Hay là Tú? Để em nói trước cũng được. Thế Hải nói trước nhá. Xin chào mọi người, mình là Hải. Thì cũng là được gọi là thế hệ sau của anh Cường Quyết. Thì cái cách sáng tác của mình, không có sáng tác của mình thì thường mình chú trọng cái phong cách đơn giản thôi. Đơn giản nhưng mà cũng có một số cái nó gọi là đặc biệt một chút. Thì mình hay có cái kiểu là cầm tờ giấy lên và mình gấp gấp tự do, tức là gấp tự do nhưng mà cái nếp gấp của mình là phải xác định, nghĩa là được xác định theo một cách nào đấy. Thì sau nhiều lần mà mình gấp tự do thế thì mình sẽ tìm ra được một cái cấu trúc gì đấy mình thì có thể áp dụng được cho các mẫu khác của mình. Từ từ để em tổng hợp lại đã nhỉ. Cho Cường nói trước đi. Ai nói trước đi. Thế người khác nói trước tiếp cũng được, xong rồi Hải nói sau hay Tú nhá. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nhà nhà em đang dọn nhà nên là hơi bừa. Về cái quá trình sáng tác của em ấy thì nó chia ra thành hai phương án. Đó là một là mình lớp tự do ra mẫu bước, hai là những cái bước những cái mẫu phức tạp thì sẽ cần chia nhánh rồi các thứ nó phức tạp hơn chút, tính toán sao cho nó hợp lý nhất. Thì theo cái phong cách mà em thích nhất thì vẫn là cái phong cách gấp tự do xong rồi ra mẫu, nhưng mà tự do thì nó cũng phải có chủ đích nữa, nghĩa là mình cũng phải có ý tưởng sẵn trong đầu với cả mình biết là mình đang gấp cái gì. Ra thì những cái mẫu đơn giản ấy, trong thì nhiều lúc em nghĩ là nó có khả năng là còn phải khó hơn, nghĩ mà phức tạp hơn, à nghĩ nghĩ khó hơn cái mẫu khó. Thì thứ nhất là làm sao mà để ít nước mà lại ra được cái mẫu. Thì những cái mẫu đơn giản đấy thì mình cũng không thể áp dụng được những cái kỹ thuật sáng tác như kiểu các cái mẫu phức tạp được. Hầu hết là chủ yếu là dùng do kỹ năng là của các bạn gấp nhiều. Thế thì với những mẫu phức tạp thì em sẽ đi theo cái hướng nào? Những cái mẫu phức tạp thì ban đầu thì em sẽ in nhánh nhánh xong rồi mình mới bắt đầu lên ý tưởng trên trên giấy, trên nhánh trước, sau đó thực hiện từng nhánh một, hoặc là xem
cái mẫu đấy nó có cái gì đặc biệt nhất để mình sáng tác cái phần phức tạp nhất ở trong nó trước, rồi bắt đầu mình mới triển khai ra những cái nhánh đơn giản hơn. Thế thì từ từ nhánh mà phân bố nó vào tờ giấy ấy, thì là em sẽ dựng nên cái cấu trúc của nó bằng đa số là box editing à? Bởi vì anh thấy em dùng nhiều, Nhưng hay là còn hầu hết có những kỹ thuật khác? có một số mẫu thì em sử dụng kỹ thuật khác, với những mẫu thì em sử dụng các cái nhánh của B cơ bản rồi B hạt, xong rồi mình cũng nghĩ trong đầu thôi, nhưng mà cái đấy thì mình cũng chưa tính toán được nhiều, mình chủ yếu là sử dụng vào cái tự do ấy, thì chưa có thể những cái nhánh mà em sử dụng bằng cái B hạt đấy nó chưa có cái áp dụng của toán học vào thì nó sẽ có thể là dài hơn so với sự tính hoặc là ngắn hơn so với dự tính, nhưng mà qua những cái bước như thế thì mình cũng căn chỉnh lại được cái nhánh của mình. Thế có thể cho một bạn khác thử chia sẻ xem. Có bạn Lương Đức Mạnh này, em có muốn nói tiếp không? Dạ em thì em cho em chia sẻ cuối bởi vì em mà nói là nói hết À thế hả? Vậy rồi. cũng được. Thế thì Hải thì sao? Đúng rồi. Như lúc nãy là em nói là em hay rất tự do để mà tìm được cái cấu trúc gì đấy có thể sau này áp dụng được cho các mẫu của mình. Thì trước đấy mà cái thời mà em mới bắt đầu thực hành sáng tác thì là cũng có mọi người hay nói vấn đề bản quyền. Thế là em bảo là cũng cũng sợ mà mẫu của mình trùng với cả mẫu của người khác. Nhưng mà thế là em hay tìm tìm một cách nào đấy mà là ít người đi theo để mà em gấp gấp thử xem nó như thế nào. Ví dụ như là em hay dùng góc 30 độ, 30 độ cho mẫu của em thì để sáng tác mà cứ gấp thôi, sau khi nào tìm được một cấu trúc nào đấy mà mình thấy có thể áp dụng được mẫu ra một thiết kế được có thể nhìn ra được một mẫu gì đấy, bắt đầu mình chế tiếp. Một cách nữa của em là nếu mà để mà những chiếc sáng tác những cái mẫu mà nó đổi màu thì em hay 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 nhìn, tức là muốn thể hiện một mẫu nào đấy thì em hay hay chỉ chọn chọn một cái đặc điểm của cái mẫu đấy để thể hiện trước, thể hiện được cái phần đổi màu của cái đấy trước. Ví dụ như là ông già Noel, em thể hiện được cái phần mặt mặt cái đầu của ông đấy trước, thì sau đó thì em cấp tiếp. Cấp tiếp thì bao giờ mình thấy thấy nó có khả năng chế tiếp thì mình chế tiếp thôi. Thế thì anh thấy đấy cũng là điểm chung của nhiều người, anh cũng thế. Tú lúc nãy nó cũng nói giống giống thế, nghĩa là sẽ có một cái phần nào đấy mà mình thấy khó nhất hoặc là mình thấy thích làm nhất ấy, thì mình sẽ làm trước. Chứ mình không làm, nhiều khi là mình không làm cả mẫu đâu, mình không làm toàn bộ cái Đúng mẫu rồi. đấy ngay, mà mình có thể là mình chọn trước một cái phần nào mà mình thấy thích nhất hoặc là khó nhất mà sẽ cần đầu tư nhiều công sức vào nhất ấy, thì mình sẽ làm trước. Mà có khi Thì mà vậy. làm được cái phần đấy là mình sẽ thấy có cảm hứng đúng không? Có cảm hứng mà mình thấy Đúng sướng rồi. đúng không? Là mình sẽ tiếp tục mình làm tiếp cả con được. Thế mà em ví dụ như là em sáng tác bằng góc 30 độ chẳng hạn thì em cứ 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 gấp linh tinh các cái góc dựa theo 30 độ thôi đúng không? Nhưng mà nó sẽ bắt đầu từ đâu hay là nó giao điểm được lấy như thế nào ấy thì cũng là mình cứ cứ thử nhiều thôi đúng không? Vâng, đúng rồi, cứ thử nhiều nó sẽ ra có khi nào đấy một cái cấu trúc nào đấy này. Thì các bạn là 30 độ mình có thể kết hợp được
kết hợp được với cả cái đường chia dọc tờ giấy và chia ngang tờ giấy, mình kết hợp như thế thì nó sẽ ra nhiều kiểu. Thì cũng có thể phân nhỏ nó ra nhỉ, có một chỗ Dạ nào vâng. đấy là 30 độ, chỗ khác nó lại là kiểu khác cũng được. À, đúng rồi, có chỗ khác thì cũng 45 độ được. Ừ. Thế thì nếu mà Mạnh muốn trả lời cuối thì chắc là để bây giờ để anh chia sẻ đi, xong rồi có thể sau anh là chú Giang, chắc mọi người phải gọi là bác Giang. thì để anh bắt đầu phần của anh cũng được nhá. Thực ra anh cũng không nói nhiều đâu, chỉ là chia sẻ một vài cái chung nhất thôi, bởi vì nếu mà đi sâu thì nó lâu lắm. Cho nó thành thì, như của anh ấy, thì anh sẽ đầu tiên là anh sẽ tưởng tượng trước trong đầu ấy, tưởng tượng theo cái hướng mà đơn giản hóa cái đối tượng mình muốn làm thành dạng nhánh cây. Ví dụ như là cái con bọ này thì anh đơn giản hóa thành dạng nhánh cây, nó có những cái phần răng rồi là chân rồi là bụng các kiểu, thì tất cả đều được đại diện thành các nhánh thẳng hết. Đấy là một cách. Có cách thứ hai là giống như con cá mập, là đại diện nó thành các hình khối, thành các hình khối đơn giản hơn so với cái hình gốc đấy, để mình dễ hình dung nó trên tờ giấy hơn. Thì đây nó chỉ là hai cách thôi, mà cũng không phải là đây là hai cách, đây không phải là hai cách riêng biệt mà mình có thể kết hợp với nhau nữa. Có thể là bộ phận nào đó thì mình để nhánh, bộ phận nào đó thì mình để khối đấy, kiểu đó. Thì đấy là cái cách tư duy mà lúc mà anh nghĩ trong đầu. Thậm chí khối này cũng không cần thiết phải là khối thẳng, tam giác, tứ giác hay là đa giác, mà có thể là khối khối có đường cong ấy. Đấy, cái này là tùy mọi người, là cái cách tư duy của mọi người thế nào thì sẽ ai mà hợp với cách gì thì cứ tư duy theo cái kiểu đấy. Thế thì một vấn đề nữa là mình phải phân chia cái các bộ phận của cái mẫu mà mình muốn làm trên tờ giấy vuông như thế nào. Thì lúc mà trước khi mà bắt đầu thì anh cũng thường là anh sẽ tưởng tượng trước xem là các cái bộ phận đấy nó nằm ở đâu. Đấy, tưởng tượng trước như thế và anh bố trí sẵn như thế. Đây thì các cách bố trí này nó cũng không cố định, mà tùy theo là ví dụ như là sau này mình thiết kế mà mình thấy nó cần thay đổi thì mình sẽ thay đổi sau. Nhưng mà việc mà có một cái dự tính trước như thế này ấy, thì cũng giúp ích cho mình nhiều hơn và nó giúp tiết kiệm thời gian hơn. Sau đấy thì sẽ đến công việc là mình phải thêm các nếp gấp vào như thế nào. Đấy, thì có nhiều cách, có nhiều phương pháp khác nhau, mà anh nghĩ là nhiều người cũng biết các cái phương pháp đấy. Thì anh sẽ giới thiệu một chút trong hai cái trường hợp của con bọ và con cá này thì anh làm như thế nào để mọi người biết. Thì với con bọ này nhá, thì là nó là sơ đồ hình cây, nên là nó có thể áp dụng các cái lý thuyết mà nhiều người đã phát triển sẵn rồi, mình chỉ cần áp dụng nó thôi. Thế thì nếu mà mọi người muốn biết các cái lý thuyết đấy thì có thể đọc sách của ông Robert Lang, cái quyển Origami Design Secret ấy. Ở trong đấy nó có nói rất nhiều về các cái lý thuyết đấy, từ cái sơ đồ hình cây này làm sao để mình ra được các nếp gấp như thế này. Thì ở đây là anh cũng áp, đây cũng coi như là một cái mẫu để anh tập gấp, để tập sáng tác. Thế nên là anh áp dụng hai phương pháp cho cái con này luôn, chứ anh không chỉ áp dụng một phương pháp. Mọi người có thể thấy là cái phần ở giữa này nhá, nó là sử dụng phương pháp chia lưới, chia ô mà gọi là bóc plitting ấy. Đấy, chia ô vuông. Còn cái phần bên trái và bên phải giống nhau thì lại áp dụng cái phương pháp gọi là circle packing, nghĩa là dùng đại nếu mà trong bóc plitting thì mỗi cái nhánh này sẽ được đại diện bởi hình vuông, nhưng mà trong circle packing thì mỗi cái nhánh này sẽ được đại diện bởi hình tròn. Làm sao là mình xếp các cái hình tròn một cách hợp lý trên tờ giấy đấy, để ra được cái cấu trúc mẫu. Thì đấy là hai cái lối tư duy cơ bản của hai cái phương pháp bóc plitting và circle packing này. Mà cái phần circle packing còn có một cái điểm nữa là mình có thể dùng máy tính để hỗ trợ mình. Ông Lang ông ấy phát triển sẵn một cái phần mềm gọi là TreeMaker để mình có thể
giúp mình thêm các cái đường tròn rồi là sắp xếp như thế nào cho nó tiết kiệm thời gian mình hơn. Bởi vì là thực ra là cái phần mềm đấy mình không thể dựa vào phần mềm đấy mà sáng tác được đâu, kiểu như là mình không thể đưa input vào xong rồi nó đưa ra kết quả đẹp ngay được đâu, mà mình cũng phải tự hiệu chỉnh lại bằng tay thủ công rất nhiều chứ không phải là dựa vào máy tính đâu, nên là anh cũng phải tự hiệu chỉnh lại cái sơ đồ này rất nhiều. Và mọi người có thể thấy là cái hình màu hồng này nhá, cái hình màu hồng nhỏ nhỏ này, nhưng nó lại rất khác so với cái hình xếp, cái hình nếp gấp CP cuối cùng. Mọi người sẽ nhìn thấy cái phần khác ở phía góc trên bên phải và góc thế đấy chính là cái hình màu hồng này, là hình do phần mềm tạo ra. Và cái hình mà trong cái kết quả cuối cùng to hơn mà mọi người đang nhìn thấy là do anh tự hiệu chỉnh bằng tay, tự hiệu chỉnh thủ công đấy, thì nó cuối cùng nó mới ra được cái mẫu này. Nên là mình cũng phải cầm tờ giấy lên mà gấp rất nhiều lần và thử sai rất nhiều, chứ không dựa vào máy tính mà dựa vào các cái lý thuyết sẵn có được. Đấy, thì đây là cái hướng mà để xử lý con bọ này. Những cái con mà có thể đại diện được cái cấu trúc của nó thành dạng sơ đồ cây ấy, thì thường là thầy anh sẽ đi theo những cái hướng như thế này. Nhưng mà những cái con khác, ví dụ như con cá mập, thì nếu mà đại diện nó thành sơ đồ cây thì nó không hợp lý lắm, bởi vì là cái thân mình nó khá là to. Nhưng mà đại diện thành sơ đồ cây thì anh thứ nhất là anh không thích, bởi vì là mỗi mỗi mẫu của anh thì đều là một bài tập để sáng tác, nên là anh muốn luôn muốn thử các cái phương pháp sáng tác khác nhau. Đấy. Nên là anh đại diện cái con cá mập thành các hình khối. Thì ở đây cũng có một điểm giống mọi người, giống Hải với Tú lúc nãy, là anh sẽ chọn cái phần mà anh thích nhất là phần đầu để anh tập trung anh làm trước. Đấy, thì phần đầu nó chính là cái phần màu vàng ở cái hình dưới này. Đấy. Thì cái phần đấy anh cũng tốn rất nhiều thời gian để gấp thử và thử nhiều cách làm khác nhau. Đấy, cốt để sao cho nó ra được cái đầu mà mình muốn. Và khi mà có được cái đầu đấy rồi thì đây là dựa theo phương pháp sáng tác dạng 22,5 độ. Nên là anh sẽ sử dụng các cái đường nét góc 22,5 cứ thế chiếu lên và nó giao với các cái nếp gấp ngang dọc tại điểm nào ấy. Đấy, thì mình sẽ lấy nó làm cơ sở mà mình phát triển tiếp. Thì đây là mọi người có thể thấy các cái từ cái đầu của nó là màu vàng ở giữa bên trên, thì đi tiếp các cái đường nét 22,5 chiếu ra các chỗ khác ấy. Đấy. Nó sẽ tạo thành cái cấu trúc của nó. Mà thì thực ra là để mà giải thích được kỹ càng thì nó cũng khó. Nhưng mà đấy, về cơ bản là anh sẽ chiếu ra như thế, và anh lại cầm tờ giấy lên anh gấp thử, gấp đi gấp lại rất nhiều lần và dựa trên cái kinh nghiệm của mình để cuối cùng nó ra được hình hoàn thành. Mọi người có thể thấy trên cái ảnh chụp các mẫu nháp ở trên này này, có con cá mập ở giữa thì là con cá mập là lúc mà thiết kế đã hoàn thành, nhưng mà ở dưới sẽ thấy có ít ít nhất là ba cái đầu riêng. Thực ra là mẫu nháp để gấp cho con cá mập này thì rất nhiều, phải tầm khoảng 30 mẫu là ít, có khi hơn. Đấy, nhưng mà cái phần đầu là cái phần được dành nhiều thời gian nhất và tốn nhiều giấy nhất, tốn nhiều giấy nháp nhất. Đấy, thì lúc mà anh gấp nháp thì anh cũng chỉ dùng những cái giấy bình thường thôi, anh cũng chẳng cần phải dùng giấy chất lượng làm gì, chỉ cần cốt để mình ra được cái cấu trúc thôi mà. Đấy, sau khi mà mình có cấu trúc rồi thì mình mới bắt đầu mình dùng giấy đẹp hơn để mình gấp ra đẹp hơn. Đó. Thì tựu chung lại thì nó sẽ có những bước chính như sau. Là đầu tiên là lên ý tưởng là mình sáng tác cái gì, mình gấp cái gì. Và mình mô hình hóa, mình sơ đồ hóa nó ra như thế nào. Đấy. Sau khi có cái sơ đồ đấy rồi thì mình sẽ lên thiết kế. Có thể là thiết kế một phần hoặc là thiết kế cả con. Đấy. Và sau khi có được cái thiết kế sơ bộ thì mình sẽ gấp cái thiết kế đấy ra, gọi là bản gấp nháp. Và tất nhiên là bản gấp nháp đầu tiên thì thường thường là luôn luôn là sẽ phải gấp lại thì vì nó chưa đạt. Nên là anh sẽ thường sẽ phải quay vòng lại cái bước 2 đến bước 3 ấy, nó sẽ là biến thành một cái vòng lặp mà lặp khoảng tầm 20 lần trở lên thì sẽ ra được một mẫu.
Đấy, và khi mà có được mẫu rồi thì đến cái bước 4 là gấp hoàn chỉnh ấy. Thì anh nghĩ là cũng cũng sẽ có một cái vòng lặp, đáng lẽ là nên vẽ thêm một cái vòng lặp từ bước 4 quay trở lại bước 3 nữa, bởi vì là khi mà có một cái mẫu phiên bản đầu tiên rồi nhá, mà mình gấp ra mẫu hoàn chỉnh ấy, chưa chắc nó đẹp ngay mà mình lại phải gấp đi gấp lại nó, thì cái bước 3 đến bước 4 nó là phần tạo hình. Nó liên quan đến kinh nghiệm về tạo hình rồi. Đấy, nên là cũng sẽ phải có những cái vòng lặp, nhưng mà do là cái vòng lặp ở đây nó ít hơn và nó không đáng kể so với bước 2, bước 3, nên là anh cứ để thế này đã. Đấy, thì đây là cái con đường sáng tác chính của anh áp dụng cho tất cả các mẫu, mà ít nhất là phải qua 20 đến 30 lần gấp nháp thì mới ra được một tác phẩm. Với cả là cuối cùng thì khi mà gấp xong, ví dụ gấp xong con cá mập rồi, thì chẳng lẽ mình bày nó lên trơ trọi, cắm một cái cọng thép ở dưới như thế này thì nó cũng không ổn lắm. Nên là anh nghĩ là nếu mà để làm thành một sáng tác, làm thành một tác phẩm hoàn chỉnh ấy, thì mình cũng phải đầu tư cái bối cảnh cho nó, đầu tư cái những cái phần nào đó để nó thành được một tác phẩm hoàn chỉnh. Nên là ví dụ với con cá mập này thì anh sẽ cho nó thêm một cái phần sóng ở dưới. Và cái phần sóng này thì lại là một cái bài tập khác với mình, nghĩa là bài tập về gấp ướt và về gấp tự do gẫu hứng. Nên là chỉ cần từ một cái sáng tác này thôi là mình đã tập được rất nhiều kỹ thuật khác nhau rồi. Từ kỹ thuật sáng tác 22,5 độ này, xong rồi thậm chí cả chia nhánh nó cũng có thể áp dụng một chút ở đây. Xong rồi gấp thì là mình tập cái kỹ thuật tạo hình, gấp thế nào cho đẹp, gấp thế nào cho giống thật, hoặc là cách điệu, hoặc là thế nào đấy cho đẹp. Xong rồi gấp cái phần sóng ở dưới thì cũng là tập cái kỹ năng để gấp ướt, rồi là xử lý giấy, làm sao để bôi giấy, làm sao để xử lý giấy cho đẹp. Thì chỉ đấy, nên là mọi người nếu mà muốn giỏi origami thì thường anh nghĩ là ai cũng sẽ hướng đến sáng tác hết, bởi vì là cứ sáng tác một mẫu thì nó sẽ bao gồm tất cả các cái kỹ thuật cần thiết mà mọi người phải dùng. Vậy thôi. Đấy, thì đấy là cái phần chia sẻ của anh như vậy. À, để quay lại xem không biết mọi người có cái câu hỏi gì không. Đấy, thì nếu mà mọi người có câu hỏi hay là có cái phản bác gì thì cứ chia sẻ nhé. Còn không thì ta thử đến với một người khác mà anh nghĩ là nếu mà chú Giang còn ở đây thì chú Giang có thể chia sẻ thêm về cái cách sáng tác của chú, mà anh nghĩ là nó sẽ khác hoàn toàn so với cách sáng tác của anh. Chú Giang có đấy không ạ? Bọn cháu rất muốn nghe kinh nghiệm của chú. Ở đây nghe được không? Vẫn được ạ. Ở thật thế thì nói như các bạn thì có thể cùng cái phương pháp đó, sáng tác thì có là ai cùng các bước thì cũng tương tự như nhau thôi, nhưng mà về riêng về hướng của tôi thì sáng tác đi về hướng đơn giản, cho nên không 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 có sử dụng những cái như là computer hay những cái phần mềm để mà sáng tác. Nói về đề tài á, thì có lẽ phải nói riêng một cái khác, người ta bị đề tài, chọn đề tài như thế nào thì tùy mọi người và tùy cái nền tảng văn hóa hay những cái của người đó, cho nên cũng khó nói về đề tài. Đấy chỉ nói về sáng tác thôi á. Thì khi mình chọn được cái đề tài rồi thì đổi bản thân tôi á, thì khi nào tôi cũng hình dung trong đầu, tức là mình đơn giản hóa hẳn tới cái mức tối giản, tức là đơn giản cái vật hay là cái một con thú hay bất cứ một cái gì mình muốn sáng tác, thì mình đơn giản hóa hẳn tới những cái bước giống như là cái hình khối đơn giản nhất có thể. Thì từ đó trong đầu mình phải nghĩ ra là làm sao mình được mình có thể tạo được cái khối đơn giản nhất, rồi từ đó mình giống như là nói là thêm mắm thêm muối vô hay là thêm chi tiết vào sau, nhưng mà mình phải lược dạng thành ra cái mức là tối giản rồi. Còn về sáng tác thì thật ra nếu mà nói về origami thì cũng như các bạn thấy thì những cái mà kỹ thuật hay là những cái nếp gấp căn bản thì cũng
đơn giản nhất là gấp đôi gấp lọn, còn những cái thể mà căn bản thì cũng giống như nhau thôi, ai cũng học như nhau thôi, giống như mình học A B C D vậy á. Nhưng mà thì cái hướng hạng trả thì cũng giống, cũng tùy người, cũng giống như một người làm thơ hay việc nhạc chẳng hạn, người nào cũng biết A B C D hết, có những đơn giản, nhưng mà tại sao người ta có thể ghép lại là một bài thơ hay một mặt nhạc mà mỗi người một khác nhau, thì cái đó là một cái tùy của mỗi người thôi. Mà có những cái là mình không có thể dạy được, ví dụ như nói tại sao là sáng tạo ra như vậy hay tại sao là như vậy, thì có những cái mình không không có giải thích được, tại vì hẳn là giống như hẳn hẳn tiềm ẩn trong người mình, hay tự nhiên mình thấy như vậy thì mình bật ra như vậy thôi. Thì cái hướng sáng tác mà đơn giản hay ngẫu hứng á, thì phần lớn là cũng chơi và dạy nhiều hơn, tức là mình cầm và dạy để mình chơi. Nhưng mà thật ra nói là chơi nhưng mà trong đầu mình cũng như là đã suy nghĩ về cái đó rất là nhiều, có thể là nhiều năm hay nhiều ngày, tự nhiên bật ra thôi, chứ nói chơi không thì cũng không có đúng, tức là không có thể cầm tờ giấy lên mà những chơi thành thành một cái gì khác. Mà cái kiểu gấp giấy mà ngẫu hứng thì hẳn cũng giống như là giống như vẽ chẳng hạn, thì khi mà mình bắt đầu mình có cảm hứng thì mình có thể mình làm một những cái phác thảo rất rất là nhanh. Thì thay vì giống như một người mà họa sĩ người ta vẽ, thì mình có thể cầm cái phác để mình phác những cái phác họa, thì người gấp giấy người ta cũng cầm giấy lên người ta phác họa. Và một cái vấn đề nữa là những cái mà phác thảo mà nhắn như vậy cũng giống như khi mình vẽ như vậy á, những cái bước mà những cái phác thảo ban đầu á, rất là nhanh mà có những cái nét còn cũng thể rất là hay, mà sau này mà mình khi mà mình gấp thật á, thì mình lại không không thể mình bắt lại được. Ví dụ những cái mẫu ban đầu, những vài vò hẳn nhắn nhụm hay hẳn có những cái gì hẳn, tức là cái mẫu giống như mẫu gốc nhạc thôi, nhưng mà có những cái nét hay là rất đặc biệt, người ta hẳn có thể là bắt được cái hồn của cái mẫu vật đó. Nhưng mà tới khi mình gấp thật á, đôi khi mình lại cẩn thận quá, thì đôi ra hẳn 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 lại không 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 bắt được lại cái hồn như vậy được. Thì bởi vậy cái đó cũng là cái kinh nghiệm gấp tới gấp lui hoặc là nhiều lần. Bởi vậy các bạn thấy tí là một mẫu đơn giản, nhưng mà đôi khi nói như Cường có thể gấp vài chục lần hay vài trăm lần là chuyện bình thường. Nhưng mà cái gọi xếp câu hứng thì hẳn cũng có một cái khác là cũng giống như ngồi vẽ vậy đó, đôi khi vẽ một cái là được liền, cũng giống như cốc, đôi khi chỉ cần vài tiếng đồng hồ là ra cái mẫu mình đã nghĩ liền. Còn còn những cái thì mình không thể nào, mình cứ làm hoài thì chả hư hoài thôi, hay là tận một lúc nào đó thì mình giống như mình bỏ qua. Cái thứ hai nữa là đôi khi gấp một mẫu xong thì thường thường tôi để đó vài ngày hay một tuần mình coi lại, thì đôi khi có những cái lúc đầu mình nhìn mình thấy rất là được, nhưng mà sau đó vài ngày hay một tuần mình sau mình nhìn là thấy rằng có những cái mà mình thấy chưa được, mình phải sửa nữa. Thì cái đó là một cái quá trình rất là lâu dài, đôi khi những có những mẫu mà 10 năm nhìn lại mình vẫn thấy rất là ưng ý, nhưng mà có những vài những mẫu nhiều khi vài tháng một năm nhìn lại mình thấy tại sao có những cái mình thấy làm nó tốt hơn rất là nhiều. Bởi vậy như những cái này cũng có những cái mà hơi 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 khó nói, tại vì cái hướng sáng tác đó thì không có phải là hướng theo kiểu khoa học, cho nên hẳn có thể nói là kiểu như chi nhánh hay là dùng. Vậy nên những cái nếp gấp phần lớn là nếp gấp cầu hứng, nên cũng chẳng theo góc độ nào chứ. Đương nhiên là cũng có những cái mẫu đó, cũng có những cái thể căn bản, nhưng cũng như là từ những thể căn bản xếp hạt hay là xếp xếp cả cho chẳng hạn, thì cũng có những mẫu đó nha. Nhưng mà những cái mẫu mà ngẫu hứng hoàn toàn thì thường thường là mình sẽ, tại vì mình xếp thường thường là xếp một lần thôi, tại vì ngay bản thân mình xếp lại cũng được nữa. Thế nên cháu nghĩ cái cách làm của chú Giang thì nó sẽ cần, gọi là cần, thứ nhất là cần kinh nghiệm ấy, nghĩa là mình phải làm nhiều. Làm nhiều thì nó tự khắc nó sẽ ra được cái phương pháp, nhưng mà nó không phải là phương pháp có thể hệ thống hóa thành lý thuyết hay là định lý hay gì cả, mà là cái phương pháp đấy Rồi. nó ăn sâu vào tiềm thức của mình luôn ấy. Nghĩa là cứ làm nhiều là Đúng sẽ có cái đấy. Nhưng mà còn một cái nữa là cháu nghĩ là do chú Giang chú cũng có nền tảng về mỹ thuật ấy, nên là cái con mắt nhìn cũng khác nữa, nên là nếu mà mọi không thì người Cương nói đúng, tại vì tôi thường thường có cũng khuyên các bạn là nên tìm hiểu và học thêm những cái khác,
âm nhạc hay là hội họa hay là văn học hay tất cả những cái đó, tôi nghĩ đó là có thể là ảnh hưởng tới sáng tạo của mình hết. Đương nhiên là nếu mà học về giống như mỹ thuật cái kiến trúc thì cái mắt nhìn của mình một đó là thằng thường nhìn cái vật thể khi nào cũng vật thể ba chiều hết, tại mình giống như mà học kiến trúc thì mình quen là nhìn cái vật thể khi nào cũng hình khối ba chiều chẳng hạn, hay là mình có những cái về tỷ lệ hay là màu sắc mình, cho nên đúng ra khi mà nói là ngẫu hứng hay viết ra hay là xếp ra, nhưng mà thường thường là những cái người mà nó có nền tảng về mỹ thuật á, thì thường thường những cái họ sáng tạo ra thì hoặc là cho dù đẹp hay không đẹp nhưng mà nhìn nó cũng rất là khá là cân đối, hay là nhất nhất là những cái đẹp, những người mà xếp ngẫu hứng thì thường thường cần những cái đó, hoặc là không có cái những cái mình cường điệu, tức là mình muốn xếp không có phải thật, mình muốn cường điệu một cái nét nào đó đặc biệt của nhân vật, thì mình có thể là cũng giống như người bạn điểm họa chẳng hạn, thì người ta có thể kéo dài làm mẹ mỏ khuôn mặt, nhưng mà mình vẫn nhìn ra cái vẫn nhìn ra cái đặc biệt của cái mẫu vật mình muốn diễn tả, thì cái đó cũng cần một cái học hỏi thêm những cái ngành khác. Bây giờ nói là sập dạy cho nên các bạn cũng nên nên tìm hiểu thêm những cái ngành nghệ thuật khác, chứ đừng có nghĩ là sập dạy nó chỉ có chuyên về kỹ thuật hay chụp dạy hay chia dạy chẳng hạn, thì cái nền tảng văn hóa của mình cũng ảnh hưởng tới cái đề tài mình sáng tác nữa. Tại sao mình chỉ sáng tác những con thú hay một bông hoa, những cái khác mà mình không nhận mà mình không nghĩ những cái đề tài về xã hội hay nhân văn hay là môi trường chẳng hạn, thì có thể đặc biệt hơn hoặc là hơn. Cho dù những cái đề tài đó thật ra mình muốn xếp thì mình cũng chỉ có thể là sắp xếp những cái con thú hay những cái bông hoa hay bất cứ cái gì thôi, nhưng mà mình sắp xếp những cái đó lại thì mình lại tạo ra một cái câu chuyện, cho nên mình lại diễn những cái mà bình thường mà mình kết nối lại thì lại thành một câu chuyện đặc biệt hơn, cho dù những cái mà tách riêng ra thì những cái đó thì những bình thường thôi. Vâng, thế nên là cháu lấy tên cái chủ đề hôm nay nó là thiết kế và sáng tác ấy, để phân biệt ra giữa hai cái khái niệm đấy. Thì với cháu thì cháu nghĩ là thiết kế nó chỉ là việc mà mình làm thế nào để ra được cái mẫu, làm thế nào để ra được cái mẫu đấy, gấp được cái mẫu đấy từ một tờ giấy vuông thôi. Nhưng mà còn sáng tác thì nó rộng hơn, là Không mình thì đúng nó rồi. là ý tưởng như thế nào, nó là thông điệp gì, nó là cái câu chuyện của tác phẩm của mình ấy. Đấy. Nên Đúng rồi. là nếu khi mà mọi người gấp giấy thì mọi người có thể là liên hệ với nhiều lĩnh vực khác nữa thì nó sẽ giúp ích cho mình hơn. Đúng rồi. Không thì chủ thể ví dụ như xếp giấy hay mình có thể so sánh với hội họa hay là âm nhạc chẳng hạn, thì những người mà học trường mỹ thuật hay học trường âm nhạc thì người nào đương nhiên là cũng có căn bản hay đúng không, cũng giống như học xếp giấy thì mình cũng học những cái nốt nhạc hay là những cái cách tạo hình, nhưng mà thật ra khi mà nói thật ra ra trường khi mà ra trường thì thật ra mọi người thật ra thành họa sĩ giỏi hay là mọi người mà trở thành những người học nhạc chẳng hạn đó, mọi người mà sáng tạo được đó đúng không, Vâng. tức Tức là là người ta vẫn học cái chuyện đó thôi, đúng học là rồi, học tức là cái kỹ thuật là chính ấy. đúng rồi Học là học các cái lý thuyết cơ bản thôi. Còn còn đúng về rồi sáng tác thì cũng khó mà có thể dạy được nhỉ. được rồi, sáng tác chủ người ta không thể nào dạy được, sáng tác thì có thể dạy được từ một bước nào đó thôi, còn cái sáng tác chính nó là cái chiêm nghiệm hay là những cái mình phải tự tìm tòi lại, mình phải tự học hỏi tìm tòi lại thì mình phải tạo ra cái con đường riêng của mình được, chứ còn không một là chỉ có copy của người khác, hai là hắn sẽ bị hắn sẽ đấm vào những cái lỗi mòn, hoặc là hắn để một lúc nào đó thì hắn sẽ bị kẹt. Có thể có một những người sáng tác xong thời gian họ nhận những họ hết đề tài rồi họ không không có làm cái gì mới được chẳng hạn, thì đó cũng giống như là về kỹ thuật hay là giống như là một làm bài thơ, giống như chủ liên tưởng là làm một bài thơ vậy đó, người nào cũng biết A B C D hay những cái từ ngữ hay, nhưng tại sao một người người ta có thể sắp xếp với người ta là làm ra một bài thơ rất là hay, trong khi những người khác mà giống như Việt văn là rất là lục cục chẳng hạn, thì cái đó là cũng cái đó mình không 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 có thể không không thể mình dạy được cái đó hết á. Không biết mọi người có ý kiến nào nữa không? Đang thấy mọi người hơi im lặng. À, mới thấy có Thành vào nè. Thiên Thành có muốn nói thêm gì không?
Em chào bác Giang với cả mọi người. Hôm qua về hơi trễ. Hôm qua Thành có workshop dạy gấp đúng không? Dạ, hôm qua em với Đồng cũng vui. Thì chắc để em nói sơ qua một tí về chia sẻ một tí về cái kinh nghiệm thiết kế mẫu. Thì do là em không có chuẩn bị cái bài gì kịp hết, cho nên là chắc để em show luôn cái hình thực tế, cái mấy cái lưu trữ của mình. Mọi người nghe em có rõ không ta? Có. Thì đầu tiên thì em sẽ lưu trữ hết tất cả các cái thiết kế của mình trong một cái thư mục như thế này. Thì mình nghĩ là nếu như mà trong các cái lĩnh vực nào đó thì mình cũng nên hệ thống thống kê lưu trữ lại tất cả những cái tài liệu liên quan tới việc sáng tạo của mình, tại vì mình sẽ bị quên và nhiều khi là bị thất truyền luôn mẫu. Thì ví dụ như là ở đây cái mẫu đầu tiên của em là cái mẫu bắt đầu thiết kế luôn là cái mẫu bằng mã như thế này. Thì Đây là mẫu đầu tiên em nghĩ ra. đúng rồi, À, mẫu thế đầu à. tiên mình thiết kế. Thì ở đây á, nó chỉ có một số ít những cái photo như vậy, tại vì là mẫu đầu tiên cho nên là nó không có photo dye hoàn thiện. Thành ra là bây giờ nếu mà mình gấp lại cái mẫu này á thì mình phải mất thời gian mình xem lại cái mẫu thực tế. Cho nên là đây cũng là một cái kinh nghiệm mà sau này tất cả những cái mẫu khác mình đều phải lưu lại photo hết, chứ không như giống như cái mẫu này. Thì đối với cái phiên bản này á, mình sẽ bắt đầu đầu tiên sẽ là một cái phiên bản cái version như thế này. Version đơn giản. Thì trước khi có cái version này á, nó sẽ có một cái version đơn giản hơn nữa, nhưng mà mình không có lưu lại cái hình đó. Thì đầu tiên khi mà mình đi đến cái version này á, mình đã thứ nhất là nó đã đạt được là các cái yếu tố về cái mật mẫu mà mình mong muốn rồi. Tuy nhiên là mình chưa cảm thấy nó hoành tráng hay là mình chưa cảm thấy ưng ý. Tại vì lúc nào mẫu đầu tiên làm gì cũng vậy, trong các cái lĩnh vực nào cũng vậy, sản phẩm đầu tiên mình luôn luôn kiểu như nó gây ấn tượng á. Thì cái thiết kế của cái con cái mẫu đầu tiên nhất sẽ là cái thiết kế chỉ có đơn giản như vậy thôi. Sau đó mình sẽ điều chỉnh, mình sẽ là ở đây nếu mà chúng ta có thể thấy là hai cái chân sau với hai cái chân trước á, nó là giống nhau nè, nhưng mà tuy nhiên cái con vật mẫu đấy á, thì nó lại là ở trước là cái chân có ngón mà ở sau nó lại là chân ngựa. Thì thành ra là mình sẽ phải thay đổi để mà ở trước là nó sẽ có ngón như thế này, ở sau nó sẽ là cái chân ngựa như thế này. Nó sẽ hơi phức tạp hơn, nó sẽ phải điều chỉnh hơn một xíu. Thì cái nguyên bản ban đầu nó chỉ có như thế này, nhưng mà sau này mình phát triển lên, mình sẽ đưa nguyên cái CV này vào trong một cái ô tờ giấy bự hơn. Thì nó là cái này. Đây. Thì ở đây mọi người có thể thấy là cái hình nhỏ 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 này này, nó chính là cái bản nguyên gốc, cái bản mà lúc nãy đầu tiên lúc nãy. Thì tại vì mình muốn mở rộng cái phần cánh ra, cho nên là cái phần cánh nó nằm ở đây, thì mình sẽ mở rộng cái tờ giấy nó đi theo hướng này. Thì khi mà mình mở rộng cái phần cánh như vậy, nó sẽ bị ảnh hưởng những cái phần giấy thừa ở đây và cái phần đầu dưới này. Thì sau này khi mà mình biết thêm nhiều kiến thức khác á, thì chắc chắn mình sẽ không phát triển cái tờ giấy theo hướng này nữa. Nó sẽ có một số những cái nhược điểm. Thì thành ra là đối với cái mẫu mẫu hoàn thiện khi đó sẽ được hoàn thiện thành như thế này. Về cơ bản á, thì nó vẫn giống như cái mẫu cái phiên bản trước đó, tuy nhiên là
phần thay đổi rõ rệt nhất chỉ có phần cánh và phần đợt bờm. Thì cái chuyện mà mình thiết kế ra cấu trúc nó là một phần, nhưng mà cái phần mà khó nhất đối với một người thiết kế mình nghĩ nó không phải là phần nghĩ ra cấu trúc, mà là phần từ cái cấu trúc đó thành cái mẫu hoàn thiện người ta phải xử lý như thế nào. Thì cái quá trình đó hoàn toàn là không có những cái gọi là cơ sở lý thuyết nào hết. Cái cơ sở lý thuyết người ta chỉ đưa ra là làm sao để thiết kế cấu trúc đó thôi, còn cái chuyện mà từ cấu trúc đó mình nắn ra một cái mẫu á, thì không có, gần như là nó chỉ dựa vào kinh nghiệm và cái sự nhìn nhận, đôi khi là nó cũng là một chút may mắn nữa trong cái mẫu đó. Thì đối với mẫu này mình đã nghĩ rất là nhiều cái phương án nắn cái cánh, và cũng gần như là cũng lâu nhất trong cái giai đoạn thiết kế mẫu này. Thì phần cánh của mình nó đưa ra nó là nó sẽ có hình dạng như thế này, và trước khi mà mình có cái version này thì mình nghĩ rất là nhiều cái kiểu phiên bản, nháp rất là nhiều thứ, chứ không phải tự nhiên bật một phát là nó sẽ ra được một cái mẫu như thế này. Đấy thì đấy là cái sáng tác đầu tiên. Thì tại vì là những phần sáng tác đầu của mình không có lưu lại những cái hình ảnh liên quan tới mẫu, cho nên là nó rất là ít những cái hướng dẫn hay là những cái ghi chú gì đó, mà nó chỉ có những cái hình ảnh nhỏ nhỏ như vậy thôi. Thì đối với đó là cái mẫu đầu tiên của mình. Thì tiếp theo thì mình sẽ nói tới một cái mẫu khác. Mẫu này thì tiến bộ hơn một xíu là mình đã rút kinh nghiệm được của mẫu trước là có photo đài đây. Thì đối với mẫu này á, đối với mẫu này á thì đầu tiên mình chỉ có lúc đó là mình chỉ, khi mà mình gấp mình đang ngồi chơi cà phê với các anh em gấp giấy á, thì khi mà mình gấp nó có một cái bay hạt như thế này nè. Thì tự nhiên mình thấy là cái phần này nó giống như cái mai cua đấy, nó chỉ có một cái phần nhỏ nhỏ như này, nó giống như cái mai cua. Sau đó mình mới thấy là những cái phần này mình có thể phát triển thêm những cái chân, cho nên là khi đó là mình sẽ thêm phát triển thêm cái phần giấy như thế này đấy, phát triển nguyên cả một cái mảng giấy này, chính là cái phần giấy phát triển thêm của cái bay hạt nguyên gốc này. Thì từ đó thì mình sẽ là những cái đường ở trong này này không phải là tự nhiên, mà mình có thể dựa vào những cái lý thuyết hay là gì đó mà có thể vẽ được những cái này, mà hoàn toàn là từ thực nghiệm hết. Có nghĩa là mình chỉ là hình dung sơ đồ, có nghĩa là chỉ mơ hồ hình dung là nó sẽ có một cái buồng giấy nó làm ra cái chi tiết đó, và mình dựa vào cái đó để mà mình thử nghiệm nhiều cái giải pháp, thì mình mới chốt được một cái kiểu thiết kế cuối cùng như thế này. Chứ hầu như là sẽ không có, lúc đó là tại vì mình không có biết cái sơ đồ cây hay là không có biết cái kiểu circle packing, cho nên là không có thiết kế theo những cái vòng tròn hay là hình que gì hết, mà chỉ có thực nghiệm thôi, thì ra một cái mẫu như vậy. Thì đương nhiên là đối với một cái mẫu như thế này thì cái phần tối ưu giấy nó vẫn chưa được tối ưu lắm so với cái vật mẫu. Tuy nhiên là phần bóc của một cái mẫu cua này của mình là hiện tại đang là một trong những mẫu mà ít bóc bóc nhất. Đối với một con cái mẫu cua phức tạp hơn của những tác giả khác, ví dụ như của Tây Mai đi chẳng hạn, thì người ta họ bóc tới hình như mình nhớ là 30 mấy 40 lần. Thì hồi kia mình rất là thích chia bóc gấp gấp rồng hay là gì đó, riêu riêng gì đó thì chia rất là thoải mái, nhưng mà bây giờ thì gần như cái chuyện mà chia bóc trên 32 nó giống như một cái cực hình, cho nên là với mình thì mình sẽ không sáng tác những mẫu bóc quá nhiều trên 30 mấy nữa, tại vì gần như là mình sẽ làm không nổi.
Thì khi mà mình thiết kế xong một mẫu á, mình cũng phải xem là cái con cua thực tế người ta, cái con cua thực tế ở ngoài nó như thế nào. Thì khi mà mình gấp xong đi thì cái chuyện mà mình chụp ảnh của cái mẫu đó cũng là một yếu tố quan trọng. Đấy, thì cái này là một cái buổi mình đi với mấy anh em trong hội, xong rồi ra công viên, xong rồi đặt mẫu lên rồi mình chụp ở ngoài cái luôn. Thì nếu mà một cái bối cảnh nó đẹp, nó hài hòa màu sắc, thì cái vật mẫu của mình khi mà mình đăng lên các cái phương tiện thì nó sẽ bắt mắt hơn. Thì đó là một mẫu theo hướng là bóc. Và một một mẫu nữa mình muốn giới thiệu với các bạn là mẫu mẫu ví dụ như mẫu này đi. Thì đối với cái mẫu này á, đối với cái mẫu này thì mình cũng phát triển từ một cái phiên bản đơn giản, cái phiên bản này. Đấy. Lúc đầu thì mình chỉ có làm ra một cái con một đuôi thôi, mình không có làm được cái con chín đuôi hết. Thì khi mà mình gấp xong một cái bay, mình hay sử dụng giấy kami để mà mình test mẫu, để mà mình thiết kế mẫu. Thì đối với một cái tờ giấy kami nó, thứ nhất là nó vừa tay mà mình có thể đi đâu mình gấp cũng được. Thứ hai là cái chất lượng giấy nó cũng dai, cho nên là mình khi mà mình thiết kế mẫu mình cũng rất là thích sử dụng cái mẫu kami. Thì khi mà thiết kế cái mẫu này mình chỉ làm được con một đuôi thôi. Thì khi đó thì mình nhìn đó mình thấy nó giống, là ban đầu thì nhìn giống cái con chuột hơn, nó không ra gì hết. Thì khi đó thì mình mới nghĩ là nếu vậy thì mình làm cho nó trở thành chín đuôi luôn. Vậy thì chín đuôi đó nó sẽ phát triển là mình sẽ dựa vào cái CV của cái con một đuôi đấy, mình phát triển lên cái CV chín đuôi như thế này. Đây thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái phần này, cái phần từ đây tới đây là cái con một đuôi nè. Thì mình mới khi mà mình thấy biết là cái đuôi nó nằm ở đây thì mình sẽ hình dung một cái sơ đồ của cái đuôi, của những cái vị trí đuôi khác để làm sao nó ra được chín. Thì mình sẽ là có một cái sơ đồ như thế này, nó sẽ ra được 9 điểm, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, thì nó sẽ thành ra một cái sơ đồ đuôi như thế này. Đấy, thì đương nhiên là trong cái giai đoạn này nó mới chỉ là ý tưởng thôi, mới chỉ là ý tưởng, nhưng mà mình biết được là cái cấu trúc đó nó có thể làm được là con chín đuôi. Thì quá trình sáng tác nó chia ra làm hai hai quá trình rất là riêng biệt. Quá trình đầu tiên là quá trình hình thành cấu trúc, quá trình thứ hai là từ cấu trúc tạo thành cái mẫu. Thì khi mà mình đã hình dung ra cái, hoàn thành được cái quá trình đầu tiên là tạo ra cấu trúc thì mình sẽ gấp test. Thì đương nhiên là gấp test chỉ là một cái con nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà mình sẽ, có nghĩa là mình đã chứng minh được thực nghiệm là cái hình dung cấu trúc của mình là nó có thể làm được. Cho nên là cái quá trình mà mình gấp test thử nó cũng rất là quan trọng. Khi rồi với lại là khi mà mình gấp test đó thì mình sẽ nghĩ luôn là nó cần phải chỉnh sửa gì, hay là nó cần phải thêm cái giai đoạn nào. Đấy, thì mình cũng gấp rất là nhiều cái phiên bản. Thậm chí là mình còn coi, mình phải lấy một cái hình tượng nào đó để mà mình gấp theo, chứ mình không thể nghĩ được cái con cá riêng hàng hết. Thì cho nên là mình sẽ coi một số những cái hình ảnh của, ví dụ như là mình gấp theo phiên bản con Kurama trong Naruto đi. Cho nên là cái phần đặc biệt là ở cái chỗ mà cái phần đầu của cái con cáo của mình á, thì nó sẽ gần giống tương đồng với cái cách, cái phần mắt của con Kurama này. Đấy, thì mình dựa vào cái phiên bản này để mà mình gấp, mình lấy một cái hình ảnh. Thì trong quá trình các bạn sáng tác cũng vậy, thì mình nghĩ là khi mà gấp một cái mẫu đó mình cũng phải coi rất là nhiều cái hình ảnh thực tế của cái mẫu đó như thế nào. Hoặc là khi mà mình chưa, khoan phải nói tới giai đoạn sáng tác, khi mà mình bắt đầu chiến CP đi chẳng hạn, chiến một cái con bọ hay là một con vật nào đấy, thì mình cũng phải xem hình ảnh thực tế,
như bạn thì khi mà gấp hồi trước kia mình cũng vậy thôi, khi mà mình bắt đầu gấp mẫu của tác giả khác á, thì mình chỉ coi cái hình mẫu thật của tác giả đó thôi, có nghĩa là mình chỉ coi cái mẫu gấp của tác giả đó như thế nào, xong rồi mình gấp lại y chang như cái mẫu của tác giả đó. Nhiều khi là mình chiến CV chiến cũng không ra được cái cách giải quyết của tác giả đó nữa. Tuy nhiên thì cái cách đó nó lại hạn chế cái sự mà sáng tạo của mình, với lại là nó sẽ hạn chế cái chuyện là mình không có tự mình đi nghiên cứu vật mẫu thật. Thì nếu như mà mình không tập làm quen cái giai đoạn đó thì mình tiến vào sáng tác nó rất là khó khăn. Cho nên là khi mà mình đã tự làm chủ được cái chuyện là tự đi tìm hình mẫu và tự giải quyết theo đúng hình mẫu thật chứ không làm theo tác giả nữa, thì quá trình sáng tác á, của mình á, bắt đầu từ cái bay này mà mình ra được một cái mẫu á, thì gần như là nó không phải nó không có bị áp lực á. Đây, thì đây là một mẫu cuối cùng. Ở đây chúng ta thấy là cái phần mắt này nó gần như tương đồng với cái hình mẫu nguyên mẫu mà mình muốn. Thì tuy nhiên là cái mẫu này nó vẫn sẽ có một số những chuyện hạn chế, ví dụ như là không có năm ngón tay giống như Kurama chẳng hạn. Đương nhiên là mình cũng đã làm một cái phiên bản năm ngón rồi. Cái chuyện mà mình thêm năm ngón tay vô trong một cái mật mẫu hay là chia nhánh nhỏ cho mật mẫu đó, chỉ cần chúng ta biết một xíu kỹ thuật thôi thì vẫn làm được. Tuy nhiên là mình thấy cái chuyện mà mình thêm mấy ngón vô nó lại không có làm cho cái mẫu đẹp hơn, mà nó lại làm cho mẫu xấu đi, cho nên là mình sẽ không búp lại cái phiên bản mấy ngón đó nữa. Đây, ví dụ như đây mình có làm luôn các cái phiên bản cái con Kurama mà nó bọc. Nếu mà có coi Naruto thì nó sẽ có cái phiên bản Kurama bọc Susanoo á, thì nó sẽ mình sẽ test cái phần đầu như thế này. Đấy, nó cũng sẽ gần giống với cái hình tượng trong hoạt hình. Đấy, nó cũng thậm chí là mình cũng có làm luôn cả mấy ngón chân luôn, nhưng mà mình thấy cái phiên bản này nó không đẹp bằng cái kiểu cũ, cho nên là ta sẽ không mất định. Có nghĩa là không phải lúc nào mình làm hoàn thiện chi tiết nó lại đưa ra một cái hiệu quả, tại vì chung quy lại chúng ta vẫn phải cân bằng giữa chuyện là nghệ thuật và kỹ thuật. Nếu mà mình cứ bị răm rắp theo một cái gọi là cái suy nghĩ rằng là bắt buộc cái mẫu đó nó phải giống với cái hình tượng thì chúng ta sẽ bị hạn chế rất là nhiều thứ. Thứ nhất là tại vì nó là nghệ thuật mà, nghệ thuật thì mình phải đưa ra những cái gì đó nó tương đồng với vật mẫu thật nhưng mà nó phải có điểm mới, thì như vậy thì nó sẽ bắt mắt người xem hơn. Còn một cái mẫu gần đây nhất là cái mẫu mà mình làm sự kiện ấy, thì nó lại là một cái có nghĩa là nó lại là một cái hình tượng chỉ là như thế này thôi. Thì thứ nhất là đối với những mẫu như thế này á, tại vì mình đi làm sự kiện hay là mình đi hướng dẫn cho người người chưa biết origami gấp, thì những người đó thứ nhất là đối với họ các cái đường nét gấp rất là khó khăn. Nhiều người thậm chí là họ chỉ chia chéo cái tờ giấy vuông thôi mà điểm này tới điểm kia nó còn bị lệch lên lệch xuống nữa, thì thành ra là nó đòi hỏi cái chuyện là mình không được thiết kế cái mẫu là quá phức tạp. Thứ hai là mình sẽ thiết kế cái mẫu làm sao mà nó ít bước mà nó còn phải đạt được cái hiệu quả về thị giác nữa. Chứ nếu như mà mình thiết kế một cái mẫu mà nó quá là phức tạp đi, hoặc thì đối với một người mới chơi họ khắp con hạt, gần cái mẫu hạt của chúng ta thấy dễ vậy thôi, nhưng mà khi mà chúng ta đi hướng dẫn cho người khác gấp cái con hạt mà người ta chưa biết gấp, mà để người ta gấp được cái con hạt thì mình cũng phải hướng dẫn mất cả gần như là 30 tới 40 phút để mà có thể hướng dẫn được cho họ gấp cái con hạt đó thôi. Thì cho nên là chưa kể là cái độ tuổi của những người mà họ tới những buổi workshop đó họ chỉ có 4 tuổi, nhiều khi có 2 3 tuổi cũng có nữa, 4 tuổi trở lên, thì người ta rất là hiếu động.
những đứa bé thì nó không có chịu ngồi yên một chỗ đâu, cho nên là hôm qua mình hướng dẫn cho họ cái mẫu này. Đương nhiên là cái cây guitar thì mình sẽ không hướng dẫn cho người ta rồi, mình sẽ cái cây guitar thì mình gấp sẵn cho họ được, mình chỉ hướng dẫn cho họ cái mẫu con thỏ thôi. Thì khi mà mình gặp những cái tình trạng mà như vậy á, thì mình sẽ nghĩ tới cái chuyện là thứ nhất là khi thiết kế mình sẽ thiết kế từ base cơ bản, thứ hai là mình sẽ nếu như mà cái gấp một tờ nó quá là nhiều bước thì mình sẽ bắt đầu chuyển qua cái một cái cấp độ khác là gấp nhiều tờ. Thì có những mẫu thì mà khi mà mình gấp nhiều tờ nó lại đạt được hiệu quả hơn là mình gấp một tờ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là cái mẫu gấp nhiều tờ không thể đưa vô một tờ thì nó không đúng. Ví dụ như là cái con thỏ này mình có thể nó đang là hai tờ, mình có thể chuyển nó thành một tờ được, nhưng mà tuy nhiên là nó quá là khó cho đối với chuyện là mình sẽ hướng dẫn cái mẫu đó cho người khác, cho nên là mình sẽ giữ nguyên là nó sẽ gấp từ hai tờ. Thì cái trường phái gấp nhiều tờ nó cũng là một cái trường phái và được áp dụng cũng rất là nhiều. Thì đối với thực tế ở ngoài mà người ta hồi chưa biết chơi origami hay là những cái buổi workshop nhỏ nhỏ thì người ta chỉ cần những cái mẫu như vậy thôi và nó cũng đạt được rất là hiệu quả. Họ cũng biết được kỹ thuật gấp hay là cũng hiểu về origami là như thế nào. Thì đây là một số cái chia sẻ của mình trong cái việc thiết kế mẫu origami. Không Ok, biết các cảm bạn ơn có thầy. hỏi gì không? Không biết mọi người có chia sẻ thêm gì về về phần trình bày của thầy. Mình thấy nó cũng tương đối là đầy đủ nhiều khía cạnh mà một người thiết kế và sáng tác origami cần cần phải làm ấy. Mình nghĩ là bản thân mình cũng có nhiều điểm chung với cái cách làm của Thành vừa rồi. Có lẽ bây giờ có thể để Mạnh, Lương Đức Mạnh chia sẻ thêm nhỉ? Dạ vâng ạ. Để em xem màn hình nhé. Ok. Thấy chưa anh? Rồi, đang lên đây rồi. Anh thấy rồi. Slide trình bày nhìn hay ho phết nhỉ. Cái slide có trên mạng. Việc đầu tiên em muốn nói về việc thiết kế đó là muốn thực sự thiết kế thực sự nhá, và dừng ngay việc gấp bừa. Bởi tại sao em bảo thế? Bởi vì trong origami thiết kế nó rất nhiều kỹ thuật. Ok, cả những kỹ thuật thông dụng mà em nói từ lúc đầu là sơ cấu baking này, bởi heating và phân tử góc. Có những phương pháp tạo hình ấy, thì có tại bằng nhánh này ấy, đổi màu ấy. Và những tờ giấy có hai mặt màu ấy, cả hình phẳng 2D nó có kiểu hình khối mà giống như spiccato hay là cũng nhiều kỹ thuật mình có thể dùng để các kỹ thuật mà có thể kết hợp với nhau thông dụng nhá, còn mix kiểu gì mình cũng làm được hết nhưng mà ít người làm thôi. Dụ 22.5 này kết hợp với bọc blitting này và kỹ thuật 22.5 là chính, còn bọc blitting với 22.5 là bọc blitting là chính, còn đây circuit baking là lúc anh Cường vừa làm này. Còn mix các kỹ thuật tạo hình này thì 2D và đua calo, đua calo thì tác giả là rất là nổi tiếng là Migu ấy. Nhánh đua calo thì nhiều người làm rồi, thì khối 2D này Suki Gato vừa nói em chả biết có nhiều tác giả nào khác nữa. Chung là nhiều lắm, mình nếu mà mình tìm là mình sẽ thấy được có rất nhiều ví dụ cho những hướng kia. Lần trước em cũng có tìm là gì à, ông Brain Kong cái gì ông Trung Quốc ấy, hay Hàn Quốc vậy chả biết, cái này cũng là mix mix nhiều kiểu thể loại. Bởi vì circuit baking này thì nó các vòng tròn này, bóc bới tinh nó cũng dùng các vòng tròn thôi nhưng mà chưa đặc biệt thì mình dùng hình vuông, còn dùng hình tròn là thì mình kết hợp như nào thì nó chưa đặc biệt của nó khác.
thì hai hai trong lóc cũng thế, cũng chỉ là trường hợp đặc biệt của circle backing thôi. Mình đưa ra các vị trí đặc biệt thì nó nhìn nó đẹp, mình thay đổi vị trí thì thành của khác. Ví dụ càng đây kỹ thuật nhánh là ba cái này đấy, còn thì khối AD có thể kết hợp vào. Ông này là kết hợp bắp bánh tinh lưới chéo luôn với cả hình khối AD. Còn mình thể loại gì mình cũng có thể làm hình khối AD với ghi 2.5 này, sự backing cũng làm được hết đấy. Nhưng mà nó phân dụng nó khó hơn, bởi vì hiểu sâu hơn thì sẽ làm được thôi. Còn ví dụ là hai màu đua color này, vu, còn nhiều ông có thể kết hợp đua color với nhánh của ông nào nhỉ? Như là bô đô cũng làm nhiều ông. Các bức thì em vừa kể thì cũng nhiều, thì mọi người cũng tự tự tìm hiểu. Còn những sáng tác của em lúc mới tập chơi thì em cứ dùng bóc bởi tình cho dễ, bởi vì có một cái phần mềm là bóc bởi tình studio, mình cứ nhét vào người ta giả cho mình đỡ phải nghĩ nhiều. Còn càng về sau thì em tìm hiểu thì nhiều kỹ thuật thì em cũng thiết kế được một vài mẫu phức tạp hơn. Thế mẫu này em dùng đổi màu với cả 2.5 này đấy, hình khối 2D các kiểu luôn, nó dễ. Em mới đầu chỉ làm đơn giản thôi, càng về sau thì cũng chọn mẫu phức tạp, ví dụ mẫu Ken của trong Liên Minh Huyền Thoại nhá. Thì cũng ban đầu thì em chia nhánh ra lại xem dùng ra dùng có phần mềm là chính maker của Robert Lang nhưng mà em không biết dùng đấy, thì em phải dùng tạo phần mềm của ông này, ông gì à, người Trung Quốc mà Ngục Thái Thôn hay sao ấy. Em vẽ các hình tròn nào đấy, xong em tìm điểm tương giao giữa các nhánh ấy. Thì em dùng em chọn kỹ thuật phù hợp này, ví dụ kiểu hình vuông này thì em chọn được đặc biệt ấy, thì mình dùng được 2.5. Còn nếu mà nó không đặc biệt thì nó kiểu bình thường thì là dùng sơ cấp backing loại khác nó dễ hơn, em cứ thử thách bản thân dùng trước kỹ thuật này đấy, xong bắt đầu làm được bay cơ bản, dùng người phức tạp quá lên chi tiết các kiểu đấy, cũng làm cũng đơn giản thôi. Nếu mà mình làm rõ được các kỹ thuật đấy thì mình làm rất là dễ, sau đó mình cứ gấp nháp rồi gấp nháp đến khi nào hoàn thành mẫu cho đẹp thì thôi đấy. Đấy, phần trình bày của em kết thúc nhé, ai có câu hỏi thì cứ hỏi. Cảm ơn em. Mọi người có ai muốn chia sẻ gì thêm nữa không? Thì anh thì anh thấy là đúng là mình nên có gọi là có việc chuẩn bị trước về mặt thiết kế cấu trúc ấy. Ví dụ như là như em thì em đã tìm hiểu rất nhiều các phương pháp khác nhau để hỗ trợ cho cái công việc thiết kế của em. Thì nhưng mà anh thì anh chỉ có một cái anh muốn nói thêm với em là không nên cực đoan hóa cái gì ấy. Nghĩa là nếu mà em bảo là không không phải bỏ hẳn cái việc gấp bừa thì thực ra là nó sẽ gây ra những cái ý kiến trái chiều với Dạ đối không, với những ý người em ở khác. đây nhá, nếu anh muốn thực sự thiết kế một mẫu thực sự nhá thì phải bỏ việc gấp bừa đi mà chuyển sang gấp nháp đấy, mình thiết kế xong mình gấp nháp chứ không được gấp bừa. Gấp bừa là mình gấp giấy dựa vào may mắn là không được rồi, bởi vì là có những kỹ thuật có sẵn trong mình rồi, có những quy tắc rồi. Thì đấy, nghĩa là nó là vấn đề về việc là mọi người định nghĩa thế nào là gấp bừa ấy. Thực ra là có thể là có những người người ta nói là gấp bừa thôi, nhưng mà thực ra là họ là gấp nháp đấy, họ là gấp nháp nhưng mà họ có cái dự tính sẵn trong đầu đấy, chứ không hẳn là họ họ gấp mà không không có bất cứ một cái gì thì nó sẽ hoàn toàn là dựa theo may mắn May mắn không được đấy, và không được. đấy. Thì nếu mà mình bảo là không được ấy thì thực ra là cũng không nên, bởi vì là nhiều khi có những cái cơ hội xảy ra do may mắn mà nó lại là những cái thú vị ấy. Bởi vì là không, nếu mà mình có một lý thuyết rõ ràng, mình có một cái phương pháp rõ ràng để thiết Có kế nền tảng trước thì ạ, mình đấy, có hướng cái đi nền trước. tảng đấy sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trong việc, ví dụ như là có một
người khách hàng, người ta đặt mình thiết kế một cái mẫu cụ thể nào đấy, mình có những lý thuyết đấy mình áp dụng được ngay và nó có lộ trình rõ ràng để cho cái khách hàng người ta yên tâm là chắc chắn là cuối Nếu cùng mình gấp anh thế sẽ thì ra được mẫu ở đấy. Thế nhưng mà nếu mà thì người đấy chỉ gấp nét được. mình mà gấp kiểu kiểu là coi origami như một công cụ để thư giãn thôi, coi origami như một cái trò chơi, thì đối với những người đó ấy, thì họ lại không quan tâm đến các phương pháp mà họ đúng là họ sẽ dựa vào một phần là các phần may mắn như vậy để đem đến những niềm vui cho họ, thì họ không có đặt nặng cái vấn đề về mặt thiết kế có phương pháp rõ ràng đâu. Ví dụ như chú Giang thì anh nghĩ là chú Giang cũng sẽ có thể là chú sẽ không đồng ý với cái đấy một cách thái quá như là cái ý kiến của em vừa nói ấy. Đấy nên là với mỗi người có một cái hướng đi khác nhau mà có một cái quan điểm khác nhau, thì anh tôn trọng cái cách làm của em là nó đúng là nó sẽ ra những cái đúng như là em muốn từ đầu ấy nếu mà em cố gắng em làm thế. Nhưng mà còn những người khác thì họ cũng sẽ ra những cái kiểu khác mà nó có những mẫu hay chứ, nhưng mà nó là các cái hướng đi khác nhau. Với cả là với kinh nghiệm của anh thì cũng là một người anh cũng thử các phương pháp khác nhau rồi, và sau nhiều phương pháp ấy, thì thực sự là anh còn nhận thấy là mình cũng không nên bị giới hạn bản thân bởi những cái phương pháp đấy mà mình nên cởi mở hơn. Ví dụ nhá, nếu mà mình coi circle packing là cái gốc rễ, là cái gốc rễ nhất của tất cả mọi thứ ấy, thì nó cũng sẽ đi đến một cái kết quả là mình bị giới hạn bởi chính những cái đường tròn đấy. Bởi vì không phải là bất cứ một bộ phận, bất cứ một nhánh nào của một mẫu đều được tạo thành bởi một nhánh hình tròn đâu. Nó còn rất Dạ vâng, bởi vì thế nhiều em có một cái đấy. Nó cái phải phải kết hợp ấy. phật Đúng rồi đấy. hai Thế nên là đấy ạ. mình không nên cực đoan hóa bất cứ một cái gì mà mình sẽ mở rộng cho tất cả các cái cơ hội nó đến với mình ấy. Đấy, thế thôi. Thực ra ấy, cái đấy nó không phải dùng chỉ riêng hình tròn thôi, hình tròn đấy chỉ là nền tảng, còn mình muốn có nhiều hình dạng khác nhau thì đấy là shaping, là hình của 2D ạ, kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau thì mình mới ra được cái hình dạng mình muốn. Ok, anh cũng hiểu ý của em. Nghĩa là việc của em nó bị công thức hóa ấy, nó làm kiểu chuẩn form luôn, kiểu một mẫu là cứ chia ra thì form loại ra form kia đấy, bố cục đàng hoàng các kiểu, nó cực kỳ chuẩn, còn chuẩn chỉ luôn đấy. Thì ví dụ như Mạnh thì có cái tốt là đọc được rất nhiều cái phương pháp khác nhau, rất nhiều cái lý thuyết khác nhau mà từ những cái đấy mình áp dụng được và nó dễ dàng cho mình trong việc hình thành cấu trúc. Thì những ai mà muốn sáng tác phức tạp ấy, muốn sáng tác những cái mẫu mà khó mà phải đúng như những gì mình nghĩ ấy, trong đầu ấy. Đấy. Thì việc mà có những cái kiến thức nền tảng cơ bản như vậy thì nó rất tốt cho mình, nó chỉ có tốt lên thôi. Nên là ai mà càng biết được nhiều kiến thức thì sẽ càng tốt. Còn ai muốn chia sẻ nữa không nhỉ? Mình thấy cũng còn vài người như anh Thiện này. À, đã có Liên Quốc Đạt nữa này. Không biết là những tác giả này có muốn nói thêm gì không? Hình như không thấy mấy tác giả khác lên tiếng. À, mình có thể là tóm tắt lại một chút nhá, với qua cái buổi qua những chia sẻ của mọi người vừa nói xong ấy, thì mình cũng ghi lại một chút các cái ý mà mình thấy rất là cần thiết cho một người mới sáng tác. Thì đầu tiên thì mình nghĩ là phải có kinh nghiệm gấp nhiều đã. Thường là ai mà cầm tờ giấy lên gấp nhiều, xem nhiều diagram, xem nhiều CP hướng dẫn của những người khác thì nó tự nhiên nó không phải là phải có một lý thuyết hay là cái gì cụ thể trong đầu đâu, mà là tự nó đến rất là tự nhiên ấy. Nó đến từ kinh nghiệm.
Đấy, cứ phải gấp nhiều đã. Thế, tiếp theo là việc sáng tác nó cũng không phải là cái gì cao siêu mà có thể là từ những cái hình cơ bản truyền thống thôi, cơ bản cá đó, cơ bản hạc đấy, thì từ những cái đấy nó là mình đã có thể sáng tác ra nhiều mẫu hay rồi. Và khi mà mình có kiến thức về sau thì mình sẽ càng làm cho nó hay hơn nữa. Đấy. Thì đó là vấn đề về tích lũy kinh nghiệm và sáng tác dựa trên những cái hình cơ bản sẵn có để thay đổi đôi chút để làm thành cái của mình. Và sau khi mà mình có thêm nhiều kinh nghiệm hơn thì mình sẽ phải nên học nhiều phương pháp khác nhau. Đấy, ví dụ như là circle packing này, box plitting này, xong rồi các góc 2,5, 30 độ hay là góc lạ hơn nữa. Tất cả các cái phương pháp và mình sẽ kết hợp với nhau được, chứ không phải là mỗi phương pháp nó là các hướng đi riêng, mà mình sẽ kết hợp được các phương pháp đó với nhau. Đấy. Tiếp theo một cái rất quan trọng nữa là mình phải lưu lại thành tài liệu. Ví dụ như Thành ấy, Thành nó sáng tác xong mẫu gì nó chụp lại các hình gấp rồi nó trải tờ giấy ra chụp lại để làm sao để về sau mình nhìn lại mình tái tạo được lại cái mẫu đấy. Và thậm chí là về sau mình nhìn lại mình còn cải tiến được cái mẫu đấy lên nữa. Đấy thì công việc lưu lại cũng rất quan trọng. Bản thân anh cũng lưu lại hết, anh còn đánh số sáng tác thứ nhất, sáng tác thứ hai, sáng tác thứ mấy trăm kiểu đấy. Bây giờ nghĩa là đọc ra là anh biết được cái mẫu đấy nó sáng tác khoảng năm nào, dùng cái tờ giấy như thế nào, rồi kỹ thuật sáng tác là gì, anh sẽ liệt kê ra nó thành một cái file Excel ghi lại hết. Như thế cũng rất là tốt cho mình về sau. À, tiếp đến là mình như chú Giang nói là mình nên tìm hiểu các lĩnh vực khác nữa, nó sẽ bổ trợ cho mình rất nhiều. Bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ bổ trợ được, từ toán học này, mỹ thuật này, thậm chí cả văn học, lịch sử, địa lý, tất cả những cái đấy. Nếu mà mình có cái nền tảng tốt ở những cái lĩnh vực khác nữa thì mình cũng sẽ có thể áp dụng được những cái kiến thức đó cho bộ môn của mình. Đó. À, và còn thêm một cái nữa mà lúc nãy Thành nó cũng có nói là ví dụ như là mình sáng tác dựa trên một cái đối tượng thật nào đấy thì mình nên xem cái con thật ấy, thay vì là mình bị ám ảnh bởi cái mẫu của người khác ấy. Ví dụ mình nhìn thấy con rồng của Camilla đẹp quá thì mình bị ám ảnh bởi nó mà mình không đi xem một cái hình tượng rồng khác hay là những cái tác giả khác làm con rồng như thế nào, mà mình cứ bị ghim vào trong đầu một cái hình ảnh nào đấy thôi thì dễ là cái kết quả của mình sẽ bị giống như là một kết quả nhái theo cái mẫu đấy. Nên là nếu mà mình càng tham khảo nhiều hơn thì mình càng tìm thấy những cái ý tưởng mới hơn. Đấy. Thế rồi là nếu mà mình làm một cái con vật thật, ví dụ như là con ngựa hay là con gấu hay là gì đấy, thì nó có rất là nhiều nguồn trên trên mạng hay là trên các nơi khác để mình xem, thậm chí là mình đi xem các tác phẩm nghệ thuật về ngựa, các tác phẩm nghệ thuật về gấu để mình xem cái nhìn của những người khác về cái hình ảnh đấy nó như thế nào, thì mình sẽ từ đấy mình sẽ học tập được nhiều thứ. Đấy, thế và cơ bản là thế, có những ý tóm gọn lại như vậy để cho mọi người có thể là biết được là mình cần phát triển những cái hướng gì. Không biết là mọi người có muốn đóng góp thêm gì không, mình có bị nói thiếu cái phần gì không? Dạ em muốn em có ý kiến về việc lưu mẫu gốc và lưu CB. Có ý kiến này là ví dụ có những phần mềm ấy là mình cho phép mình vẽ CB xong mình gấp luôn, gấp ảo ấy. Đúng. Đấy, thì mình lưu mình vẽ CB trước xong mình gấp thử xem nó ra như nào đấy. Thế tốt đấy chứ, anh nghĩ rất tốt. Sau mình đã lưu được cái CB rồi thì mình cũng mất làm sao được đó, mình lưu trong máy rồi. Bình thường mình gấp xong mình cứ thất lạc CB chả biết để đâu. Đúng rồi, nên thế đấy. Nhưng mà Có những cái thì vẽ ra như thế nó cũng tốn thời gian ấy, nên là anh nghĩ nhiều người chọn cách là chụp lại luôn cái tờ giấy của mình cho nó đỡ tốn ok thời mình gấp xong thì anh mở ra mất gian. Đấy. thời gian mình gấp lại gấp lại. À, thì Thực thường ra thì thì mình còn cực đoan tới cái độ là mình sẽ giữ lại cái phiên bản đầu tiên cái tờ giấy đó mà mình không có vứt nó đi, anh cũng đóng thế, anh đóng cũng thành giữ một lại cái nhiều tập, mẫu lắm, cái thùng đóng phôi thành nháp một của cái anh tập nó rất là nhiều. riêng. Đúng đấy. À, có nghĩa là em không có giữ cái mẫu nháp mà là chỉ là cái Cái tờ giấy đó thôi, có nghĩa tờ là giấy đầu mình tiên. trải nó ra luôn, rồi ra một cái hình vuông xong rồi mình lưu có một cái tập Coi riêng như để là mà kỷ mình lưu. niệm. Đúng rồi, gần như là kỷ niệm. Thì
mình lưu nó cũng chỉ là tốt cho mình thôi, bởi vì là về sau nhìn lại biết đâu mình lại thấy có ý tưởng gì khác nữa cơ. Tôi khuyên mọi người chấm đi. Ai có câu hỏi gì không? Ai có ý kiến gì không? Mạnh dạn như Sợ nào? chắc là mọi người cũng đang suy nghĩ kiểu bị không biết nên nói Em gì nữa. có một số cái ý kiến về cái chỉ là quan điểm cá nhân về cái những cái tác phẩm như vậy á. Thì nếu như mà chúng ta chỉ ví dụ như mình muốn gấp một con cá mà mình chỉ thể hiện cái con cá đó đúng y chang như con cá thiệt, thì những người họ không biết về Realme họ không có cảm xúc gì hết. Tại vì như vậy nó thứ nhất là nó thua một cái tác phẩm điêu khắc, thứ hai là không có gì mới mẻ hết, có nghĩa là nó vẫn chỉ là hình tượng một cái con cá thôi. Thì thành ra là nếu như mà nếu như mà mình xác định đó là một hình tượng nghệ thuật thì cần phải có một cái, có nghĩa là mình sẽ phải biến đổi đi cái hình tượng cái con cá đó như thế nào mà nó sẽ gây được ấn tượng với người khác, thì đó là quan điểm của mình. Thấy Hồi trước cũng kia đúng. lúc hồi trước kia mình cũng rất thích cái chuyện là làm sao để mà giống y chang như cái con cá thiệt, nhưng mà sau một hồi thì mình lại nhận thấy cái chuyện đó nó không có tác dụng gì cả, có nghĩa là nó không có gây cái sự chú ý của những người mà mình đi trưng bày, tại vì người ta họ nhìn qua nó xong rồi họ cũng kêu là đó chỉ là một con cá thôi, hay là nếu mà người ta họ so sánh với một tác phẩm điêu khắc hay là những cái ngành nghệ thuật khác thì nó lại không bằng. Đấy, nó là quan điểm của mình vậy. Dạ em cũng đồng ý. Em cũng nói thêm là người ngoài cuộc mà không biết về origami thì người ta sẽ quan tâm đến gọi thể bên ngoài thế. Người ngoài cuộc Còn thì những người ta người chỉ mà nhìn thấy cái mẫu hoàn thành thôi mà. đúng. Nếu mà người trong nghề ấy, thì người ta rất là quan tâm đến cách người ta làm rồi. Cách đó hay ấy. Người ta thích lắm. Thì thực ra là anh thì anh đồng ý, nhưng mà đồng ý một phần thôi. Bởi vì là mình có thể chiếu theo ví dụ như là điêu khắc đi. Thế tại sao người ta vẫn có những tác phẩm điêu khắc hay là tác phẩm hội họa theo trường phái phái tả thực ấy mà cực kỳ thành công? Ví dụ như là những tác phẩm của các hội các tác giả thời Phục Hưng ấy, ví dụ như là Leonardo da Vinci này hay là Michelangelo ấy, mà nó về sau đến tận bây giờ nó vẫn là cái gọi là cái nền tảng, rồi là cái chuẩn mực ấy, cho tất cả mọi tác giả, mọi mọi người mà đi theo hội họa, đi theo điêu khắc, lấy đó mà học tập. Thì nếu mà thực sự là origami theo cái hướng tả thực ấy, theo cá nhân anh, nó còn chưa đạt được cái hướng tả thực thành công, nên là người ngoài người ta nhìn vào người ta chưa thấy thuyết phục và người ta coi thường. Nên là nếu mà mình muốn một cái tác phẩm tả thực mà được mọi người thấy công nhận và thấy làm cho họ thấy thuyết phục ấy, thì mình càng phải làm cho nó tốt hơn, càng phải tả thực nó giỏi hơn. Không phải là đấy, nghĩa là ngoài cái hướng là mình biến đổi nó đi khác thực để cho nó tạo các cái ấn tượng thú vị thì đấy là một hướng. Nhưng mà nếu mà mình thực sự mình muốn đi theo cái hướng tả thực mà thuyết phục được mọi người đấy, thì mình phải giỏi như các cái bậc thầy đó ấy, thì mới làm nên những mẫu vĩ đại được đấy. Thì nhưng mà cái hướng đó lại lại cực kỳ khó, mà mình phải biết rất nhiều thứ. Thì các ông còn biết rất là nhiều kiến thức, không chỉ về hội họa điêu khắc mà ông còn biết kiến thức về giải phẫu đúng không, biết các kiến thức về khoa học nữa, thì ông ấy áp dụng được những cái đấy vào thành những tác phẩm vĩ đại như thế. Nên là đấy, thì nếu mà ai mà chọn đi được cái con đường mà tả thực mà muốn thành công thì nó vất vả hơn rất nhiều. Để em nói qua một chút thì em thấy như này, ở trong nghệ thuật ấy, thì nó sẽ có rất nhiều trường phái khác nhau, như kể cả hội họa hay là kể cả về điêu khắc hay ở trong origami cũng thế, thì nó sẽ đi theo hai trường phái, là một là như anh Cường nói là tả thực và bên
đơn giản hóa ấy, giống như kiểu bác Giang chẳng hạn. Tại vì có rất nhiều người ở trong origami đã sử dụng cái hình ảnh ả thực như thế rồi và đã rất thành công, giống như kiểu ông Kei Watanabe ở Nhật Bản, thì mọi người nhìn vào những cái tác phẩm của ông ấy thì đúng thật là chẳng khác gì điêu khắc cả. Nhưng mà những cái kỹ thuật như thế thì nó rất là khó và cũng có rất ít người làm được, nên là mọi người đấy là mọi người chưa thử thôi, thì mọi người chưa biết cái hay của nó. Có những người mà chỉ muốn làm cho nó giống thật nhất có thể thôi, ví dụ như em chẳng hạn, hoặc là như tác phẩm của Kotai Mai rất là phức tạp và rất là muốn đi theo một cái trường phái mà ả thực cho nó giống nhất. Còn những người mà có những trường phái khác nhau như kiểu là chỉ có gấp trang trí thôi, giống gấp những cái hình lưới ấy, trang trí, hoặc là có những người mà cũng muốn theo trường phái là kết hợp giữa ả thực và kết hợp giữa nghệ thuật, giống như kiểu mấy ông hay gấp mặt nạ ấy, ở bên nước ngoài chẳng hạn, thì họ cũng phải tìm hiểu về cái phần phẫu thuật như thế nào, cơ mặt người ra sao, rồi họ áp dụng vào những cái nếp gấp của người ta. Đó thì em nghĩ là mình không nên chỉ hướng về một cái lĩnh vực nhất định thôi, mà mình phải đi ra nhiều hướng khác nhau để mình tìm được cái hay của nó. Thì về cơ bản là mình phải nâng cao cái kỹ thuật của Cái mình lên này, nâng cao cái nói chung là tất cả các cái khía nói cạnh chung là em nghĩ của là bản mình thân phải lên nhỉ. nên có cái nhìn bao quát hơn về những cái bộ môn nghệ thuật, thì nó sẽ Thì không 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 định cho mình một cái hướng đi nó đúng rồi. tiêu cực quá đấy. Mà nếu mà mình đi đến tận cùng ấy thì thực ra là kỹ thuật với nghệ thuật ấy nó gần như là nó sẽ hòa làm một. Nó không còn tách riêng nhau nữa đâu. Em có ý kiến này. Thực ra cái ý anh bảo là điêu khắc nhiều người thích ấy, thì do là tính phổ biến của nghệ thuật. Đó cũng là một phần nữa. Thành nó bảo là chọn giấy phù hợp cũng là một cái vấn đề quan trọng nữa. Đấy. Thì phần thiết kế mình đang nói là nó chỉ là việc mà làm sao để tạo ra được cái mẫu đấy từ tờ giấy thôi. Nhưng mà bây giờ làm sao tạo được thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp ấy thì nó liên quan đến vấn đề về chọn giấy nữa. Xong rồi về mặt tạo hình, nghĩa là mình phải gấp như thế nào cho nó đẹp ấy. Rồi là về phần ý tưởng nữa. Bởi vì là gấp ra một đấy, gấp ra một con cá chẳng hạn, nhưng mà mình chỉ gấp ra con cá chỉ để xong nó là con cá thôi ấy, thì vậy thì nó còn cái gì nữa hay ho hơn không ấy, thì mình phải nghĩ thêm xem. Thì từ những cái tìm tòi đấy thì mình mới mới có được nhiều tác phẩm hay. Với cả là cái riêng của origami mình cũng nghĩ là nó có những cái yếu tố mà người ngoài người ta không biết. Ví dụ như là người ta nhìn một mẫu hoàn thành thì người ta chỉ đánh giá được về mặt thẩm mỹ, chỉ đánh giá được về mặt ý tưởng, chỉ đánh giá về mặt cái giấy đẹp như thế nào đấy, thì đấy là toàn là những cái yếu tố về bề ngoài. Hoặc là bên trong thì là chỉ là bên trong về phần thông điệp, ý tưởng, nội dung thế thôi. Chứ còn người ngoài người ta sẽ không bao giờ đánh giá được cái việc là cái mẫu gấp đấy, cái quá trình gấp đấy, cái cách gấp của cái mẫu đấy có hay hay không, đúng không? Chỉ có người trong nghề người ta mới biết được. Đấy. Thì nhưng mà nếu mà như thế thì sẽ sinh ra là anh đang thấy là có thể là có những người người ta sẽ bị hướng theo cái hướng là người ta chỉ gấp ra cái mẫu mà có bề ngoài đẹp, có cái thông điệp tốt để được người ngoài giới công nhận ấy. Nhưng mà người trong giới người ta nhìn vào người ta sẽ thấy ngay là cái cách gấp của mẫu đấy nó cũng chẳng có gì là hay ho. Rồi là cái bố trí các bộ phận chỗ nọ, chỗ dày, chỗ mỏng như thế nào nó không hợp lý ấy. Nhưng mà cuối cùng nó ra một cái mẫu nó đẹp. Cuối cùng ra được cái mẫu bề ngoài để người ngoài cuộc người người ngoài giới nhìn vào người ta công nhận ấy. Đấy, thế thì những mẫu như vậy ấy,
đấy thì có thật sự là hay không? Đấy, mình có nên là chú ý cả đến cái việc mà cách gấp như thế nào không? Bởi vì là ví dụ như một trường hợp như là Camilla nhé, nếu so sánh với Eric Chaussel thì mọi người sẽ thấy ngay là Eric là người có tác phẩm mà vươn lên tầm nghệ thuật cao hơn, đúng không? Nhưng mà nếu mà xuất bản ra sách thì mọi người thử gấp thử mẫu của hai ông ấy mà xem, mẫu gấp của Camilla sướng hơn nhiều. Đúng rồi, em ghét nên ông Ezik là số sáu. nên là đấy thì nó sẽ có nhiều cái hướng và nhiều và các cái bộ phận công chúng khác nhau của hai cái đối tượng, hai cái người tác giả đó, và sẽ có những người hâm mộ ông này vì điểm này và không hâm mộ ông ấy vì điểm khác đấy, và mọi người đấy, cái con đường mọi người chọn ấy nó cũng sẽ có nhiều hướng khác nhau, một người thích cái nào thì đi theo cái hướng đấy mà cố cố làm cho nó đến tận cùng thì cuối cùng thì ai cũng sẽ công nhận thôi. Nên là anh nghĩ là ông Eric thì ông cũng không quan tâm đến việc là cái cách gấp hay đâu, bởi vì là ông ấy không thích mọi người gấp mẫu của ông mà, bởi vì là ông ấy định hướng của ông ấy là gấp mẫu thành tác phẩm nghệ thuật, mà bây giờ có một người khác cũng gấp được cái mẫu y như thế thì coi như là mẫu của ông bị giảm giá trị ấy. Thì đấy là cách nghĩ của những cái người mà gấp mẫu để bán dưới dạng tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà với Kamiya thì cũng khác. Kamiya thì có xu hướng là chia sẻ kiến thức, chia sẻ cái cách gấp của mình với nhiều người hơn. Và đa phần các tác giả người Nhật thì anh là thấy là thế. Nên là họ không chỉ là Kamiya đâu mà những người khác nữa. Ngoài việc mẫu của họ đẹp thì cách gấp của họ rất hay. Gấp mẫu của họ rất sướng, học được rất nhiều. Đấy. Nên là cái đấy là cái hay của những cái người tác giả Nhật. Và những người tác giả ở phương Tây, ví dụ như là ở châu Âu ấy, thì anh thấy là đi theo hướng là không chú trọng vào cách gấp hay mà chú trọng vào kết quả tốt, nó thực dụng hơn so với bên phương Đông. Thì mình cũng không thể là chê bai được, bởi vì đấy là con đường họ chọn ấy, họ họ không quan tâm đến cái đấy đâu, họ không quan tâm đến cái hướng kia mà họ chỉ tập trung vào làm tốt cái mà họ muốn thôi ấy. Đấy. Nên là ví dụ như là nếu mà để bán sách thì các ông tác giả người Nhật bán được nhiều sách hơn. Nhưng mà để bán mẫu thì các ông châu Âu lại bán được nhiều mẫu hơn, kiểu đó. Em có ý kiến này, sao mình không kết hợp hai cái đấy nhỉ? Ừ đúng, anh đang là muốn kết hợp hai cái đấy, nghĩa là trong cái mẫu gấp của anh thì anh rất muốn làm được cả hai điều đấy, nhưng mà nó lại càng khó bởi vì các ông kia nhá, mỗi ông chỉ tập trung làm một hướng thôi mà các ông cũng đã chật vật rồi. Bây giờ mình mà muốn làm cả hai hướng thì mình cái gánh nặng của mình càng nhiều hơn, mình càng phải biết nhiều thứ hơn, mình càng phải giỏi hơn và thậm chí phải giỏi hơn các ông ấy. Em nghĩ là Camilla thành công, đã thành công trong việc đấy rồi, bởi vì là xem mẫu con ếch mẫu con rồng ấy, nó cực kỳ đẹp luôn, đẹp hơn ông Eric Toscel rất nhiều, Thì đó, nhưng mẫu mà cua đấy. thực ra nếu mà em nhìn tận mắt ấy thì ông Eric Toscel ông có rất là nhiều kỹ thuật để ông xử lý cái bề mặt giấy của ông ấy. Nó nếu mà nhìn tận mắt ấy sẽ thấy thấy ngay là cái nếu mà để nói cái tác phẩm nào có chất lượng nghệ thuật. Đây là nghệ thuật theo cái định nghĩa của thị trường nghệ thuật nhé, là nó cái mẫu nào mà gần với điêu khắc hơn ấy, gần với một tác phẩm điêu khắc mà bán được hơn ấy. Đấy. Thì là mẫu của ông Eric. Còn về Camilla thì đúng là vẫn rất chất lượng, vẫn rất đẹp. Nhưng mà nghĩa là chỉ là nó hơi hơi thấp hơn so với đấy, so với cái định nghĩa nghệ thuật của thị trường thôi. Nhưng mà định nghĩa nghệ thuật của mình nó khác đúng không? Ví dụ như là anh định nghĩa nghệ thuật khác với cái định nghĩa kia thì anh vẫn thích mẫu Camilla hơn chẳng hạn. Đấy thì đấy là đó là cái quan điểm của mỗi người. Nhưng mà trong khi mà anh đi anh gặp mọi người xong rồi nói chuyện với nhiều người ấy, thì những cái người mà trong giới nghệ thuật, trong giới kiểu như là các gallery rồi các bảo tàng ấy, đấy thì nếu mà để mà bán tác phẩm dưới dạng nghệ thuật đấy thì những cái tác phẩm mà như kiểu ông Eric ông làm ấy thì sẽ có khả năng bán cao hơn.
mà làm được cả hai hướng thì là tốt nhất, đúng. Nhưng mà nó khó đấy. Đấy, thì ví dụ như nếu mà tính về lĩnh vực mà kinh doanh ấy, thì em thấy là những cái mẫu tả thực thì nó có như kiểu là thành công hơn trong về cái lĩnh vực kinh doanh, còn những cái mẫu mà nó kiểu đơn giản hóa thì em thấy là nó sẽ tốt hơn về cái lĩnh vực như là chia sẻ cho cộng đồng, kiểu như là cho cái cộng đồng nó đi lên hướng tốt hơn. Thì không biết là cái ý nghĩa của em đấy nó có đúng không? Nghĩa là ý của anh thì anh đi theo hướng là phân chia ra dưới việc là cái thẩm mỹ của mẫu hoàn thành ấy, và cái cách mà gấp ra nó. Đấy, thì cái cách gấp ra nó thì chỉ có dân trong nghề biết thôi, dân origami trân trọng thôi. Nên là mình nếu mà mình có cách nào đấy để mình làm cho cái người ngoài giới người ta cũng trân trọng được cái giá trị đấy ấy, thì cũng là một điều đáng suy nghĩ, mình cũng nên làm. Quay TikTok à? Cũng có thể Quay quả cũng cũng có TikTok. thể đấy cũng là một ý đấy. Nghĩa là mình quay lại cái quá trình mình làm ấy thì người ta sẽ biết được là cái, nhưng mà thực ra là phải gấp ra cái mẫu đấy, phải tự tay gấp cái mẫu của Camilla mới thấy là Camilla giỏi, chứ chỉ nhìn cuốn sách thôi ấy, hay là chỉ nhìn ông ý thao tác thôi ấy, thì mình chưa thấy được cái hay đâu, đúng không? Mọi người, nếu Đúng, mà mọi người giống đã từng gấp của Kamiya, hay là đã từng gấp mẫu của Komatsu Hideo, hay là những cái mẫu của các ông đấy, thì mọi người sẽ thấy là phải cầm tay vào tờ giấy gấp cái mẫu của ông ấy thì mới thấy sướng, chứ còn chỉ có nhìn diagram không thì không biết đâu. Thế nên, nên là cũng khó đấy. giống như kiểu điêu khắc ấy, anh bảo người ngoài nhìn rất đẹp đúng không, nhưng người ta biết được cái quá trình người ta làm ấy Đấy. Thì nhiều khi là biết quá trình là sẽ càng trân trọng hơn cái tác phẩm đấy hơn. mình mới phải quay video cho người ta biết, quay TikTok. Đấy thì mình cứ thử nhiều cách thôi, biết đâu lại có cái hướng nào đấy tốt. À với lại là mình cũng 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 muốn nói thêm một chút về cái vấn đề về mặt bản quyền ấy. Thì không biết là trong có lẽ trong này những cái người mà không thấy thoải mái về vấn đề bản quyền có khi cũng không tham gia cái buổi này. Nhưng mà nếu mà bất cứ ai ở đây có ý kiến gì, hay là có bất kỳ cái chia sẻ gì, hay là góp ý gì ấy, cứ nên nói thẳng, bởi vì mình biết là có rất nhiều người sẽ có những thắc mắc kiểu như là có mấy ông cứ cứ kiểu trực, người ta thấy có vấn đề gì xong rồi nhảy vào, xong rồi lợi dụng cái vấn đề bản quyền mà làm công kích rồi phá đám cái công việc làm ăn của người khác ấy, kiểu đấy. Thì không biết là mọi người có những cái ý nghĩ như thế nào ấy, nếu mà có cái vấn đề gì đấy hay là có bất kỳ một cái khúc mắc gì đấy, cứ nên nói ra nhá, để mình trao đổi với nhau để biết thêm, để hiểu hơn, để cùng chia sẻ với nhau thôi, để biết được nhiều kiến thức hơn thôi. Bởi vì là như này nhá, bất cứ khi nào mình dùng mẫu của ai đó để kinh doanh ấy, thì dù không được đề cập trong luật, nhưng mà trong thâm tâm mình vẫn nghĩ là mình đang dùng một phần trí tuệ của người khác, đúng không? Để mình giúp cho cái lợi ích của bản thân, đúng không? Thì nếu mà mình kiếm được tiền, hay mình kiếm được danh tiếng, hay là mình kiếm được cái gì đó từ nó, thì mình cũng nên chia sẻ một phần cho cái người tác giả gốc. Thì đấy là cái vấn đề về đạo đức nên làm, và thực ra là phải làm. Thế thôi. Đấy là cái ý nghĩ chung mà anh đã nghĩ như thế. Đấy. Còn không không biết là nếu mà mọi người có những cái thắc mắc gì khác ấy, thì cứ cứ thoải mái hỏi hoặc là nêu ý kiến nhá, để mình có thể mình chia sẻ, mình đối thoại với nhau nhiều hơn về những cái vấn đề đấy. À, em có ý kiến. Em cứ nói đi. À,
Về về vấn đề về bản quyền ấy, thì thứ nhất là có rất là nhiều bạn trẻ là nói chung là không phải là để kiếm tiền đâu, nhưng mà họ sẽ giống như kiểu đi truyền truyền tải những thứ mà họ cảm thấy là tốt đẹp nhất và họ cảm thấy trân trọng nhất ấy, để cho người khác. Nhưng mà cái vấn đề về gọi là kiếm tiền các thứ ấy, thì họ không có đặt nặng hóa, họ chỉ là muốn gọi là được nhiều người biết tới ấy. Nhưng mà cái vấn đề về bản quyền nó vẫn bị khúc mắc ở một vài chỗ, đó là ví dụ như bạn đấy không không thể liên hệ với lại tác giả, hay là không biết cách để liên hệ với tác giả, là sẽ giống như kiểu là khi khi các bạn đấy làm á, là với tâm tâm thế là rất là vô tư, ví dụ như gọi là bạn Lan đó là đi dạy các bạn nhỏ gấp các thứ đó, là những mẫu đơn giản đó, đó là cái suy nghĩ rất là vô tư, không phải là vấn đề về kiếm tiền. Nhưng mà đó giống như kiểu là đùng một phát là tự nhiên rất là nhiều người họ và họ nhảy vào họ công kích bạn ấy, là nào là bạn ấy là PR cá nhân, là bạn ấy thêm lợi dụng này nọ, xong thì kêu bảo cái đấy á, bạn đấy là bạn ấy chỉ có đơn giản hóa là bạn mới muốn đi chia sẻ cho nhiều người biết tới origami và muốn giúp cho nhiều người biết tới những cái ông tác giả mà đã sáng tác ra những mẫu đơn giản vậy thôi. Thì cái Thì đấy cái vấn đề từ từ cho em họ nói nốt là cái vấn đề em nghĩ thế này là các anh nên thảo luận và cùng lập ra một cái nơi, thành lập ra một cái nơi giống như kiểu là ở trên đấy sẽ có những cái tác phẩm là bản quyền, nhưng mà cái kiểu mà bản quyền mình có thể truyền tải là ví dụ như ai đăng ký là gấp mẫu này mẫu này mẫu này ở đâu đó, thì là chỉ cần họ họ chỉ lên họ họ tìm hiểu họ đăng ký rồi họ đi gấp, hoặc là họ sẽ có một cái nơi để mà cùng thảo luận với lại những người tác giả như thế. Ý em là vậy. thì anh cũng chia sẻ như thế này nhé, nghĩa là khi mà các bạn ý muốn dùng mẫu của người khác ấy, thì chắc là cái trở ngại lớn nhất là các bạn ngại đúng không, ngại là không biết là liên hệ với tác giả bằng cách nào, không biết phải nói cái gì với tác giả. Thì nó có rất nhiều cách để giải quyết cái vấn đề đấy. Đầu tiên là tham gia nhóm đã là một cái tốt rồi nhá, tham gia một cái cộng đồng thì mình biết nhiều người hơn đúng không. Nếu mà mình không biết cách liên hệ với tác giả thì có người khác, người ta biết cách, người ta sẽ chỉ cho mình. Và thực ra là bây giờ Facebook rồi là các cái mạng xã hội rất là phát triển rồi, nên là liên hệ trực tiếp với tác giả là điều dễ dàng, hoàn toàn là có thể email, có thể nhắn tin, thậm chí gọi điện của ông tác giả còn cho cả số điện thoại gọi điện để liên lạc được. Nên là cái vấn đề mà liên lạc được với tác giả ấy nó không còn là vấn đề quá khó đâu, chỉ cần mình có muốn hay không thôi. Mà nhiều khi cái muốn hay không mới là cái khó. Thì nhiều khi người ta ngại quá hoặc là thật sự là không muốn đấy. Chứ còn cách để liên lạc thì có rất nhiều cách. Thậm chí tác giả nước ngoài nhá, nếu biết được ông ý ở nước nào thì liên hệ với cái cộng đồng ở nước đấy ấy. Có rất nhiều tác giả người Nhật mình không biết cách liên lạc với họ đúng không, thì liên hệ với cái hội Tantedan đi, hệ với hội NOA ở bên Nhật đi, biết đâu họ sẽ biết cách, biết đâu họ sẽ biết được cái địa tận địa chỉ nhà để mình gửi thư sang nếu mà ông ấy không dùng email, không dùng mạng. Như hồi xưa là bọn anh làm triển lãm ở bên Tây Ban Nha nhé, là bọn anh bày mẫu khỉ đột của Akira Yoshizawa. Có một anh ở trong nhóm, anh ấy rất thích mẫu đấy và anh ấy gấp bộ khỉ của Akira Yoshizawa để anh ấy bày tại bảo tàng đó. Và muốn bày được thì sao, phải xin phép chứ. Thế bây giờ liên hệ với ông Akira như thế nào? Ông ấy chết rồi, ông ấy mất rồi. Thế thì nhưng mà lúc đấy thì vợ ông ấy còn sống, mình biết được là vợ ông ấy còn sống, nhưng mà cũng chả biết liên lạc vợ ông như nào. Thì bọn anh hỏi bên Tantedan, họ rất là vui vẻ trả lời. Và thậm chí là gì, khi mà liên hệ gửi ông bà ấy không dùng mạng mà, thế là phải gửi thư, mất khoảng 2 tuần phải viết thư gửi cho họ, à gửi cho bà đấy, biết biết địa chỉ bà đấy rồi. Thế thế là và kết quả rất là tốt, bà rất thích và rất vui, và thậm chí bà gửi trả tặng kèm cái thư trả lời một cái tấm postcard và một coi như là quà tặng cho cái anh đó, cái anh ấy gấp mẫu. Và bà rất cảm ơn anh ấy đã gấp mẫu và truyền tải được cái mẫu của
chồng bà ấy cho nhiều người hơn. Và tất cả đều tích cực đúng không? Chỉ cần là gì? Chỉ cần mình đầu tiên là mình có mong muốn, thực sự mình có mong muốn liên hệ với người tác giả gốc, chắc chắn kết quả tốt sẽ tới. Gần như chắc chắn luôn. Và mình có mong muốn đó thì mình hỏi nhiều nơi đi. Hỏi nhiều nơi xem người ta có biết cách làm không, người ta có biết cách liên hệ không. Thì dần dần sẽ có cái phản hồi lại cho mình thôi. Không có cái gì khó khăn đâu nhá, chỉ cần là mình muốn thôi. Thế còn với việc là thứ hai là em bảo là nên có một cái chỗ để mọi người up mẫu lên, xong rồi xác định ngay mẫu đấy là có thể dùng để thương mại được hay gì, hay là có thể là đặt giá luôn đúng không? Nghĩa là ai muốn dùng mẫu đấy để làm workshop thì trả cái số tiền đấy cho người tác giả đấy. Thì thực ra là làm được một cái nền tảng đấy thì cũng không phải là dễ đâu, cũng mất thời gian. Bọn anh cũng nghĩ là nên làm, đúng đúng nên làm, nhưng mà có vẻ là cũng cũng sẽ mất thời gian đấy. Nên là nếu mà ai giúp được ấy thì cứ chúng ta cùng liên lạc với nhau để cùng làm. Còn hiện tại thì do nó chưa có nên là cách làm là vẫn là gì, cứ liên hệ với trực tiếp với tác giả đi, không sao đâu, không phải ngại, không phải là không phải sợ gì hết, cứ cứ gửi. Tại vì không phải là ý ý cái ngại đấy là một phần trở ngại kiểu đứa trẻ, tại vì đôi khi họ không biết là những cái những người tác giả đấy là họ họ sẽ coi giống như kiểu những anh tác giả, ví dụ như đơn giản là anh đi, là nếu mà khi mà em nói là với các bạn là cứ nhắn tin trực tiếp với anh Cường ấy, hỏi trực tiếp để anh ấy giải đáp những cái phần khúc mắc các thứ, thì các bạn ấy kêu bảo thôi em ngại lắm, thôi em sợ lắm, thôi là không biết là anh Cường anh có trả lời hay không, anh Đấy cứ là kêu thiệt cho là các cứ bạn ấy ngại mất đi. rồi. Ừ, đấy. Thì thế Thực ra là khổ đúng không? em kêu bảo là mình chỉ cần mở lời thôi thì các anh ấy sẽ trả lời, nói chung là mình chỉ cần mở lời thôi Đúng anh vậy. các anh sẽ trả lời. Thì có rất nhiều các người bạn tốt ấy mà. thì Ừ. các Không. bạn ấy thì kiểu lo sợ về một cái vấn đề nào đó mà nó thực sự là trở ngại. Ừ. Thì đấy thì anh cũng chỉ là mình cũng biết là các bạn ý ngại đúng không? Mình cũng biết là có rất là nhiều người ngại nên là mình vẫn đang cố gắng mình mở ra nhiều cơ hội đây. Nghĩa là những cái buổi mở như thế này cho tất cả mọi người cùng vào được đây, để tất cả mọi người có thể chia sẻ được với nhau này, là có thể kết nối được trực tiếp với nhau đây này, hỏi trực tiếp mình luôn này, mình đây này. Đấy kiểu đấy. Thế nên là kể cả về sau nữa thì có thể là bọn anh sẽ viết những cái bài viết chẳng hạn, hướng dẫn làm sao để liên lạc được với người tác giả trên thế giới để mà xin phép chẳng hạn. Thực ra là nhiều người người ta cũng vui tính, người ta cũng tốt bụng lắm, họ cho free luôn ấy mà, họ có đâu có khó khăn gì đâu. Nhưng mà chỉ cần là mình có ý thức tốt ấy, mình có ý thức mình liên lạc với họ trước thì đó là một cái gọi là một cử chỉ tốt mà gây ấn tượng tốt với họ. Thậm chí là về sau ví dụ như họ có dự án gì mà họ lại biết được liên lạc của mình đúng không? Thế là họ lại thấy có ở Việt Nam ví dụ như thế, thế là họ biết đâu họ lại đấy chính là cơ hội để mình có thêm các cái dự án khác ấy, hoặc là có thêm những cái cơ hội khác. Đấy thì nó chỉ có tốt lên thôi, mạnh dạn lên là được. Nếu như trong tương lai mà các anh có ý định mở một cái nơi mà để xin bản quyền các thứ đấy thì có thể em sẽ tham gia cùng. Ừ. Thì bọn anh cũng sẽ suy nghĩ, bọn anh cũng chưa biết là nên làm kiểu gì đâu, nên là có thể là khi bọn anh bàn với nhau xong rồi là nếu mà em có ý tưởng gì em cứ cứ báo với anh. Bởi vì là hiện tại thì nó tất cả đều sơ khai mà, nên là mọi người cũng chưa biết là nên làm như nào đâu. Đấy. Cứ mọi người cứ đóng góp thôi. Xong rồi cuối cùng biết đâu nó sẽ thành một kết quả gì đó.
mà các tác giả thế giới người ta cũng thực ra là họ cũng đã nghĩ đến vấn đề đấy rồi đấy. Anh thấy trong các cái cuộc thảo luận của các tác giả thế giới trao đổi email với nhau hay là nói chuyện với nhau thì họ cũng nói đến cái việc đấy rồi và họ cũng rất muốn làm cái đấy. Thế giới cũng rất muốn làm. Còn gì nữa không nhỉ? Nó hôm nay cũng khá là hiệu quả vì mình thấy là có nhiều bạn trẻ lên tiếng và chia sẻ quan điểm của mình ấy. Mình thấy thế coi như là đấy là khởi đầu cũng tương đối tốt. Ví dụ như là Lương Đức Mạnh, bạn ấy chuẩn bị cả một cái slide chi tiết để trình bày cho mọi người ấy. Đấy, thì hy vọng là trong các buổi sau sẽ có thêm nhiều bạn khác nữa. Thì chúng ta có thể bàn thêm là bây giờ tháng sau thì mình nên nói về cái gì nhỉ? Mọi người muốn biết thêm về những chủ đề nào không? Kinh nghiệm nắn mẫu đi anh. Đấy, kinh nghiệm về tạo hình đúng không? Nghĩa là bây giờ là các bước Dạ về vâng. sáng tác đúng không? Thì sẽ có bước về thiết kế đúng không? Thì hôm nay bàn khá nhiều về việc thiết kế rồi. Thì có thể là buổi sau mình sẽ bàn về phần tạo hình. Làm thế nào? Có thể là phải làm thế nào để xử lý cái tờ giấy này, làm thế nào để gấp được đẹp này, làm thế nào để dùng keo gì hoặc là dùng các phương pháp gì, gấp ướt như thế nào. Dạ đúng rồi. Đấy, có thể như Đúng rồi, thế. đúng rồi em. Đấy cũng là một ý hay đấy. Đấy, nếu mà mọi người đồng ý mà muốn nói cái đấy thì có thể là đấy là buổi chủ đề cho buổi sau. Vậy sao anh có thể giới thiệu qua một số cách để xử lý giấy gió được không anh? Tại vì em thấy có nhiều người như kiểu chưa xử lý được triệt để giấy gió ấy. Thì ngay cả anh thì anh cũng bản thân anh cũng đang thử nhiều phương pháp khác nhau thôi, nghĩa là anh không chưa có một cái phương pháp gọi là chuẩn chỉ nào đâu mà vẫn đang là thử nghiệm, nên là có gì thì anh sẽ chia sẻ đấy thôi. Nếu mà trong buổi sau có thời gian chắc là những người khác cũng có những cái kinh nghiệm khác mà anh cũng muốn nghe từ họ nữa. Thế thì nếu mà mọi người không có ý kiến gì khác thì chúng ta có thể kết thúc buổi hôm nay tại đây. Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi nói chuyện hôm nay và hy vọng là hẹn gặp lại mọi người trong các buổi tiếp theo. Mọi người có thể bật camera chào tạm biệt nhau một cái nhỉ? Thì chào mọi người nhá. Chào mọi người nhé. Tạm Oh, biệt. bye bye. Rồi. Chào bye bye. Chào anh Cường, chào mọi người nhé. Ok, để mình tắt nha.